chương 3540, khiêu chiến Vân Mặc Kỳ. Trong doanh trại có người quát hỏi, Huyền Thanh Kỳ, các người muốn làm gì? Trong bốn đại kỳ thì thực lực của Huyền Thanh Kỳ yếu nhất nhưng không kém hơn bao nhiêu, nếu có ngày bùng nổ đại chiến thì hậu quả khó đo lường, dù Vân Mặc Kỳ thắng cũng không tránh khỏi bị phạt nặng. Cấp trên sợ nhất trong quân xuất hiện hỗn loạn, chẳng lẽ Huyền Thanh Kỳ không chịu nổi nhục nhã rốt cuộc bạo động? Đám người Huyền Thanh Kỳ la lên, chúng ta đến khiêu chiến chỉ cho vân mặc kỳ các ngươi khiêu chiến nhưng không cho phép chúng ta làm sao. Khiêu chiến, chuyện này chưa từng có, khiến bọn họ hưng phấn sôi trào máu nóng. Người vân mặc kỳ nhìn nhau, khiêu chiến, hôm nay các người uống lộn thuốc, ba người chu lãng tiến lên, một nam nhân vạm vỡ nói, đội trưởng, huyền thanh kỳ khinh người quá đáng, đưa ra thập nhị mạch đánh tiểu lãng. Nam nhân vạm vỡ khác mét, chúng ta kháng nghị thế là họ đánh luôn chúng ta, chu lãng không nói gì, toàn bộ vân mặc kỳ sôi trào, bà nội nó huyền thanh kỳ vô sỉ quá vậy người vân mặc kỳ hú lên dơ cao vũ khí không biết xấu hổ các huynh đệ lên đi lăng hàn bước ra nếu tình hình phát triển tiếp thế này sẽ là kéo bè kéo lũ đánh nhau lăng hàn cao giọng quát chu lãng bị ta đánh bại a à, người vân mặc kỳ nhìn lăng hàn rất là giật mình đây là thập nhị mạch trẻ quá vậy xem bộ dạng chưa tròn 20 tuổi thập nhị mạch đánh thập mạch là ăn hiếp người nhưng tuổi tác sắp xỉ thì là chuyện khác Người tu luyện chậm thì trách được ai? Lăng Hàn nghiêm túc nói, ta là thập mạch, nhưng ta sẽ không so đo các người phái ai ra. Thập mạch, thập nhất mạch hay thập nhị mạch ta đều nhận. Lăng Hàn vận chuyển lực lượng, 10 kinh mạch đã mở trong cơ thể liền tỏa ánh sáng nhạt. Đúng là thập mạch, người vân mặc kỳ vừa kinh vừa thấy kỳ, nhìn Chu Lãng chầm chầm. Người này thật sự là kẻ đã đánh bại gã. Chu Lãng há hốc mồm hoàn toàn không tin được, Lăng Hàn thật sự là thập mạch, gã bị thập mạch đánh bại, Sao có thể như vậy? Thiên phú võ đạo của gã đủ để xếp vào top 20 toàn thành, người đánh bại được gã đếm trên đầu ngón tay, người thập mạch giống gã thì càng ít. Lùi một bước, dù cùng dai ra tay cũng không thể một đấm hạ gục gã. Rõ ràng là nghiền áp, thấy chu lãng không nói lời nào, người vân mặc kỳ không quá chắc chắn. Một võ giả thập mạch nhảy ra ngoài, không thể nào bị người khiêu chiến mà mình không ứng chiến. Để ta đấu với ngươi, gã xông hướng lăng hàn, nắm tay chưa vung lên đã bị hắn tắt bay không chịu nổi một kích, chơi ạ, à, mạnh quá, người vân mặc kỳ nhủ thầm trong lòng, một kích hạ gục võ giả cùng dai là thiên tài, đặt trong vòng nhà giàu trong thành ít nhất xếp vào top 10. Từ khi nào huyền thanh kỳ chiêu nhận một thiên tài như vậy? Các chiến sĩ huyền thanh kỳ giống to suýt bể giọng giỏi quá, bọn họ chờ giây phút này đã lâu lắm rồi, lang hàn lạnh nhạt nói, một người nữa lên đi, lang hàn hờ hững làm người vân mặc kỳ điên tiết, người huyền thanh kỳ thì phấn chấn hưng phấn một thập mạch khác nhảy ra ta đến vô ích chỉ chuốc lấy một trận thua lăng hàn không thèm mỉa mai ai biểu tình ung dung lại một người nữa đến nhưng nhìn bộ dáng rửng dương đó khiến người vân mặc kỳ thấy nhục nhã vô cùng ở trong mắt lăng hàn thì bọn họ hoàn toàn không đáng là đối thủ người quá kiêu ngạo a à, một người giống giận sông ra nhưng bị lăng hàn một trưởng đánh bay một người nữa đến vẫn bị một trưởng hạ gục sau khi bảy người tiến lên thì chu lãng bước ra đối mặt đám người vân mặc kỳ thập mạch thập nhị mạch không thể đánh lại hắn vì ta bị hắn một chiêu đánh bại chu lãng không nỡ nhìn chiến hữu của mình bị đánh bại nhiều lần nên trước mặt công chúng gã nói ra điều đáng xấu hổ mình bị lăng hàn hạ gục tại chỗ cái gì chu lãng thật sự bị thanh niên này đánh gục thập mạch đấu thập mạch một chiêu hạ gục cái này người vân mặc kỳ im lặng ngay cả chu lãng còn thau thì cùng giai có ai đánh lại lăng hàn lăng hàn liếc mắt qua lại một người nữa đến lần này trong vân mặc kỳ không có người ra nghinh chiến khóe môi lăng hàn cong lên, thập nhị mạch ra đi, ta không để bụng. Vân mặc kỳ lặng im một lúc sau một nam nhân vạm vỡ khoảng 30 tuổi bước ra, khóe môi có một vết sẹo dài, đầu rối xù như người điên. Nam nhân chỉ vào mình, là tại uyên, ta chỉ ra 10 chiêu, nếu ngươi có thể cản được hôm nay coi như vân mặc kỳ chúng ta thua. Người vân mặc kỳ kêu lên, là đội trưởng, là tại uyên liếc đám người. Hừng, các ngươi không tin ta, đám người câm như hến, là tại uyên được gọi là chiến thần số một vân mặc kỳ, Cường giả số 1, số 2 trong thập nhị mạch. Nếu La Tại Uyên không thể thắng Lăng Hàn thì trừ phi kỳ chủ đại nhân bước ra, nếu không nguyên quân đội không người nào đánh lại. Vấn đề là giới hạn 10 chiêu quá ít, La Tại Uyên sải bước ra ngoài, vóc dáng rất cao to, cỡ bảy thước, phạm vỡ to cỡ ba người Lăng Hàn. La Tại Uyên đến gần đổ xuống cái bóng, hình thể đối lập rõ ràng, Lăng Hàn như con nít trước mặt La Tại Uyên. La Tại Uyên trầm giọng nói, "10 chiêu, ta không ăn hiếp ngươi." thập nhị mạch đánh thập mạch đã là ức hiếp người ai kêu bọn họ không có người dưới thập nhị mạch kiềm chế được lăng hàn lăng hàn cười nhạt tuy la tại uyên hít sâu phục phục mạch máu trên người mất máy sinh ra tiếng động rồn rập trong người la tại uyên như giấu một con quái thú sắp bay ra khỏi người hai tay gã đổi màu lửa đỏ có hơi nóng bốc lên xích diễm trưởng la đội trưởng sử dụng bản lĩnh xuất chúng rồi đây là bí thuật la đội trưởng lấy từ một cổ tích uy lực vô cùng Hèn gì là đội trưởng nói giới hạn 10 chiêu, cái này không khác gì trăm chiêu, ngàn chiêu. Người vân mặc kỳ hưng phấn, đội trưởng mạnh nhất như chiến thần của họ sắp phát huy. Lăng Hàn cười nhạt, có lẽ xích diễm trưởng rất mạnh nhưng La Tài Uyên không thể phát huy hết uy năng của nó, không thì đôi tay cú gã nên có lửa quấn quanh chứ không phải chỉ bốc hơi nóng. La Tài Uyên hét to sông lên, giết, La Tài Uyên có thể trạng kinh người, gã hùng hổ sông lên như cửa thú chạy rầm rập, chỉ riêng khí thế đã làm nhiều người nhũng chân. Là Tại Uyên hét to một tiếng, hai bàn tay khép lại vỗ hướng Lăng Hàn. Biến, ầm, lực lượng vô tận cuồn cuộn hóa thành cơn gió tinh thần mãnh liệt. Một kích này hơi mạnh, Lăng Hàn thi triển tứ phương quyền đánh hướng đối phương, chương 3541, bao che khuyết điểm. Bùm, một kích va chạm Lăng Hàn thụt lùi, là Tại Uyên thì ngạo nghễ vững như núi. Lăng Hàn lùi ba bước, lại lùi hai bước, sau đó lùi hơn hai mươi bước. Nam nhân vạm vỡ này ở lực lượng trồng lên đến sáu tầng, Lăng Hàn rất ngạc nhiên, đây là người có số tầng lực lượng chồng nhiều nhất hắn từng thấy. Tứ phương quyền không thể thắng. Lăng Hàn nhủ thầm, tứ phương quyền chỉ có thể trồng hai tầng trọng lực, vốn lực lượng nguyên thủy của Lăng Hàn không mạnh bằng La Tại Uyên, dùng tứ phương quyền đối địch thì sẽ bị yếu thế hơn. Lăng Hàn không muốn lộ yêu hầu quyền ra ngoài, nhưng không cam lòng thua người. Rõ ràng có thể thắng nhưng tại sao cố ý muốn thua? Chơi luôn, thấy La Tại Uyên một kích chiếm ưu thế, người vân mặc kỳ hét to cổ vũ trợ uy là đội trưởng giỏi quá người huyền thanh kỳ châm trọc chẳng qua là thập nhị mạch ức hiếp thập mạch có gì hay mà đắc ý hai bên đấu võ mồm la tại uyên thì chạy nhanh về phía lăng hàn lăng hàn lao lên chủ động đón đánh yêu hầu quyền đấm ra kèm bảy lớp trọng lực Bum bùm 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 lăng hàn và la tại uyên va chạm chỉ một cú đấm nhưng hai người giống như trong khoảnh khắc va chạm sáu bảy lần tiếng gió rít không ngớt lăng hàn bị đẩy lui nhưng la tại uyên cũng thụt lùi mọi người hoang mang ai chiếm ưu thế, chỉ có hai đương sự mới hiểu rõ. Khuôn mặt La Tài Huyên lộ vẻ thận trọng, gã là đỉnh thập nhị mạch, lực lượng cao đến 10 vạn cân, đương nhiên Lăng Hàn không theo kịp gã, cách nhau mấy ngàn cân. Vấn đề là số tầng lực lượng chồng của đối phương vượt qua gã. Trong đợt va chạm 6 tầng lực lượng vừa rồi La Tài Huyên chiếm ưu thế cũng vì vậy, không ngờ Lăng Hàn có thể đánh ra 7 tầng lực lượng, chấn gã liên tục thụt lùi. Trời ạ, 7 trọng lực, La Tài Huyên lộ vẻ kinh sợ, gã ngoài ý muốn chiếm được bí thuật xích diễm trưởng mới làm ra sáu trọng lực, khiến gã hiếm có địch thủ trong bốn địa kỳ. Nhưng bây giờ chạy ra một người có kinh lực chồng vượt qua gã. Chuyện gì đây, gã có thể đánh thắng đối phương trong vòng 10 chiêu không? Khó, khó như lên trời, lăng hàn giống to chủ động tấn công, hắn chưa bao giờ là loại người bị động. Bùm 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 bùm, lăng hàn và la tại uyên kịch chiến, trong chớp mắt hai người đã đánh 10 chiêu. Lăng hàn không định thu tay về, là tại uyên không thể nào đứng yên chịu đòn, vì thế hai người đánh nhau túi bụi. Bảy trọng lực không giải quyết được, Lăng Hàn quát khẽ, trồng lực lượng đến 8 tầng, thế là hắn chiếm ưu thế ngay. Lăng Hàn phải giải quyết đối thủ thật nhanh, thông mạch cảnh đánh hết sức chỉ có 2 tiếng, dù hắn mở rộng kinh mạch to hơn, có thể chứa nhiều bí lực hơn nhưng tiêu hao gấp 8 lần khiến hắn chỉ có thể chịu đựng hơn 20 phút. Nên Lăng Hàn phải giải quyết la tại uyên thật nhanh, Lăng Hàn lại bùng nổ, 8 trọng lực không thể thắng nhanh thì 9 trọng lực. Bùng nổ thêm một trọng lực tương đương với thêm thập nhị mạch công kích, không đùa được. Ầm, um, La Tại Uyên không chịu nổi bùng nổ như vậy, gã miễn cưỡng chống đỡ hơn 10 chiêu thì bị Lăng Hàn đấm chúng thụt lùi mấy chục bước, khóe môi chảy vệt máu. Thua, La Tại Uyên thua, toàn bộ Vân Mặc Kỳ tĩnh lặng, nên biết Lăng Hàn mới chỉ là thập mạch, có không gian trưởng thành rất rộng. Bây giờ La Tại Uyên thua nghĩa là trong đoạn thời gian dài không có thông mạch cảnh nào có thể uy hiếp được hắn. Hay nên nói Lăng Hàn đã vô địch thông mạch khi nào hắn chưa bước vào hoán huyết cảnh thì không có đối thủ cùng dai hỏi sao đám người như chết phụ mẫu ngược lại người huyền thanh kỳ hưng phấn giống to ai nấy đều điên cuồng hết sức hãnh diện chưa từng sướng như vậy lang hàn lang đội trưởng nơi này như trở thành doanh địa huyền thanh kỳ chiến sẽ hò reo inh ỏi người vân mặc kỳ đang khó chịu nghe vậy càng giận kêu la cái gì ồn ào người huyền thanh kỳ hưng phấn không chịu thua la thì sao chúng ta thích mợ nó có người không nhịn được ném cục đá, dám đánh người, đánh đi, ầm, tình hình mất khống chế, vốn chỉ là mấy người tranh đấu nhưng rất nhanh biến biến thành đại hỗn chiến. Hơn 100 người đánh hội đồng, mỗi người ít nhất thập mạch, kinh lực phóng ra ngoài nhích người một chút là bị thương người khác, tình hình hỗn loạn. Lăng hàn giống to, hắn thích nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cỡ mấy chục phút sau một giọng nói tức giận tràn ngập uy nghiêm vang lên. Dừng tay, thanh âm như sấm chấn lỗ tai mọi người điếc, máu sôi sục đầu muốn nổ tung. Mọi người lập tức dừng lại, có người chảy máu mắt. Một nam nhân từ xa sông tới, trong khoảng 40 tuổi, sắc mặt âm trầm, mặc bộ đồ cổ màu trắng, huyết khí sôi trào. Cường giả hoán huyết cảnh, người vân mặc kỳ cùng quỳ xuống, bái kiến kỳ chủ đại nhân, người huyền thanh kỳ không quỳ nhưng mỗi người hơi cúi đầu, đây là sự tôn trọng cần thiết dành cho cường giả. Người này là kỳ chủ của vân mặc kỳ, kế tu du. Kế tu du lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn tạo phản sao? Giọng kế tu du không cao nhưng làm người ta cảm thấy ngực khó chịu, máu sục sôi. Hoán huyết cảnh quá mạnh mẽ, nhiên áp về chất, kế tu du nhìn lướt qua mọi người, dám gây sự ở doanh địa, các người thật đúng là gan to bằng trời. Huyền Thanh Kỳ, các ngươi làm gì? Một giọng nói mềm nhẹ êm tai vang lên, chỉ luận bàn một chút, kế kỳ chủ cần gì ngạc nhiên vậy? Liên tuyết dung cũng xuất hiện, nàng đứng trước mặt kế tu du, quần áo bó sát vóc người thướt tha nhấp nhô. Kế tu du chỉ vào đoàn người, rất nhiều người đầu rơi máu chảy. Kỳ chủ gọi đây là luận bàn, Liên Tuyết Dung lạnh lùng nói, không phải luận bàn thì là gì, Liên Tuyết Dung quay đầu nhìn người huyền thanh kỳ, các người rất rảnh đúng không, xem ra ta thao luyện còn ít, lập tức cút về cho ta, trong vòng 10 ngày tiếp theo lượng huấn luyện mỗi ngày tăng lên gấp đôi. chậc thật là bao che khuyết điểm, việc lớn qua miệng Liên Tuyết Dung thành trò chơi con nít. Người huyền thanh kỳ nhăn nhó, tăng gấp đôi lượng huấn luyện thì thật là khốn khổ đời trai. Liên tuyết dung sắc mặt âm trầm nói, đứng được mặt ra đó làm gì, mau lăn về cho ta. Người huyền thanh kỳ vội rút lui, liên tuyết dung có quyền uy tuyệt đối trong lòng họ. Lăng hàn đi theo, lúc này đừng làm chim đầu đàn. Sau khi trở về huyền thanh kỳ, một lúc sau liên tuyết dung đi về. Mặt liên tuyết dung lạnh băng nói, tất cả lại đây hết cho ta, tất cả đội viên đi ra, ngoan như con nít. Trường 3542, xử phạt, liên tuyết dung lạnh lùng nói, các ngươi to gan lắm, tập thể chạy đi vân mặc kỳ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hừ, sao các người không lên trời luôn đi, không có người nói chuyện, tất cả gục mặt xuống, liên tuyết dung nói tiếp, như thế nào, giờ biết sợ, liên tuyết dung nhìn lướt qua mọi người, nét mặt dịu lại. Nhưng dù sao không làm mất mặt của huyền thanh kỳ chúng ta, mọi người sôi nổi nói, đúng vậy, chúng ta đánh rất giỏi, kỳ trường đại nhân, chúng ta tuyệt sẽ không làm mất mặt đại nhân. Chúng ta đều uy mãnh một người có thể đánh lại 10 người. Liên tuyết dung sầm mặt xuống, cả đám câm như hến. Liên tuyết dung có quyền uy tuyệt đối trong huyền thanh kỳ. Liên tuyết dung hỏi, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một phó đội trưởng bước qua kể lại vụ việc từ đầu đến cuối. Liên tuyết dung nhìn lăng hàn, mắt hấp hái tia ngạc nhiên. Nàng không ngờ lăng hàn ghê gớm vậy, không chỉ chiến thắng chu lãng, là tại huyên cũng bị hắn hạ gục. Thật là yêu nghiệt, lúc trước Liên Tuyết Dung nhầm mệnh Lăng Hàn làm phó đội trưởng là có ý thưởng thức hắn, cũng vì một phút nổi hứng chứ không suy xét quá nhiều. Lần này Liên Tuyết Dung bị giật mình, tiểu tử này đáng giá đặc biệt bồi dưỡng. Liên Tuyết Dung lạnh lùng nói, được rồi, đi luyện tập đi, đến trạng vạng ai còn sức đứng thì bắt đầu ngày mai lượng huấn luyện tăng gấp 10 lần. Mọi người ủ rũ như gà mắc tóc, bắt đầu huấn luyện nào đánh nào chạy nào nhảy. Nhưng rồi khóe môi họ dần cong lên, sau đó càng lúc càng hưng phấn. Hôm nay sướng chết bỏ, Liên Tuyết Dung lên tiếng, Lăng Hàn, người đi theo ta, ai, chạy không thoát, Lăng Hàn đi theo Liên Tuyết Dung vào chủ trướng của nàng trong danh địa. Liên Tuyết Dung nửa cười nửa không hỏi, ngươi rất giỏi đánh phải không? Lăng Hàn không biết Liên Tuyết Dung có ý gì, cười cười. Tạm tạm, Liên Tuyết Dung nói, một tháng nữa trong thành sẽ tổ chức đại hội tỷ võ, người đại biểu huyền thanh kỳ xuất chiến đi. Lăng Hàn ngạc nhiên, không bị trừng phạt, chỉ phái hắn đi tham gia đại hội tỷ võ. Lăng Hàn cười gian hỏi, nếu được hạng nhất thì có giải thưởng gì? liên tuyết dung xì cười nói ngươi không biết đối thủ có những ai mà đã nghĩ về giải thưởng Lăng hàn ngại ngùng nói cái đó vì ta luôn khá tự tin liên tuyết dung câm nín một lúc sau nói đây là thịnh hội của hùng cứ thành mỗi năm sẽ tổ chức được hạng nhất thì nhận được lớn nhất là vinh diệu nhưng cũng có thưởng mỗi năm khác nhau nên bổn tọa cũng không biết có điều trong đối thủ của ngươi bao gồm mấy yêu nghiệt khá bất phàm người xếp hạng nhất có năng lực chiến đấu vượt hai cảnh giới Lăng hàn hơi rung động có người có thể vượt qua qua hai cảnh giới chiến đấu. Lăng Hàn dâng lên chiến ý mãnh liệt, thật muốn đánh nhau, đụng độ một phen. Liên Tuyết Dung nhìn chiến ý trên mặt Lăng Hàn thì thầm nghĩ tiểu tử này là loại người cuồng chiến đấu, biết có đối thủ mạnh chẳng những không bị áp lực ngược lại dâng lên chiến ý. Liên Tuyết Dung tiếp tục bảo, người này đã là thập nhị mạch, nghe nói hiện tại có thể tiến vào hoán huyết cảnh nhưng vì tỷ võ nên chưa đột phá. Thập nhị mạch còn có thực lực yêu nghiệt chiến đấu vượt hai cảnh giới thì làm sao chiến thắng lăng hàn có thể đến thập nhị mạch trong vòng một tháng không không thể nào lăng hàn hỏi tỷ võ có hạn chế gì không ví dụ có được dùng phụ trợ như là trận pháp ngươi xem mình là trận pháp sư sao liên tuyết dung lắc đầu nói không thể sử dụng phù binh cao dài pháp khí cũng không được nhưng trận pháp thì được dù sao lên lôi đài chỉ được một chốc ngươi có thể bày ra trận pháp gì nếu bày ra được thì đó là bản lĩnh của ngươi được chấp nhận lăng hàn gật gù vậy là hắn có phần thắng rồi Lăng Hàn hỏi, kỳ trường, ta có thể xin nghỉ phép không? Để chuẩn bị cho tháng sau, Lăng Hàn muốn bỏ ra nhiều thời gian hơn cho trận đạo chứ không phải lãng phí thời gian trong thao luyện. Liên tuyết dung trầm ngâm nói, được, nhưng nếu ngươi không vào 10 hạng đầu được thì ta sẽ cho ngươi huấn luyện gấp đôi trong tháng tiếp theo. Lăng Hàn gật đầu nói, được, coi thường hắn quá, mục tiêu của hắn là hạng nhất. Lăng Hàn định đi nhưng bỗng xoay người hỏi, tôn tông chủ thế nào rồi? Liên tuyết dung thuận miệng nói, rất tốt, đang điều dưỡng thân thể, chắc cần một tháng nữa. Lăng Hàn rời đi, đã xin nghỉ phép, Lăng Hàn không có áp lực gì bắt đầu tập trung nghiên cứu trận đạo. Mỗi ngày Lăng Hàn kiên trì dùng thần ý bàn tu luyện tinh thần, tiến bộ từng ngày. Đây chỉ mới là khởi bước, hắn tiến bộ rất nhanh. Mười ngày sau, đốm trắng trên thần ý bàn đã đi ra mê cung, sau khi Lăng Hàn thành công thần ý bàn tiếp tục tỏa ánh sáng trắng như nói cho người xung quanh biết có người hoàn thành trách nhiệm thần ý bàn. Tinh thần lực tăng mảng lớn, cuối cùng lang hàn chế tạo ra chê viễn trận lang hàn tùy tay ném chín cây trận cơ cắm quanh người dùng niệm lực dẫn động trận pháp khởi động lang hàn kêu lên hoán tuyết hoán tuyết đi vào phòng thiếu ra có gì sai bảo ủa thiếu ra đâu rồi rõ ràng lang hàn đứng đối diện nhưng hoán tuyết như không thấy dường như hắn không tồn tại lang hàn ngạc nhiên mê huyễn trận còn có công năng tàng hình lang hàn ra khỏi trận hoán tuyết giật nảy mình vỗ ngực bồm bộp vỗ mạnh như thế không sợ bị xẹp sao Lăng Hàn nói, nàng đi lên trước, hoán tuyết ngơ ngác đi, đừng nói trong phòng, dù trước mặt có núi đào biển lửa thì nàng sẽ không chút do dự bước vào. Hoán tuyết ở trong mê huyến trận giang đôi tay ra, ủa, thiếu ra, sao ta không thấy gì hết, nàng như đi vào nơi tối tăm không thấy gì. Lăng Hàn nói, không sao đâu, Lăng Hàn tiến lên thu trận cơ lại, hoán tuyết lần nữa thấy ánh mặt trời. Hoán tuyết hoang mang hỏi, mới rồi là sao vậy thiếu ra, Lăng Hàn đáp, một trận pháp nhỏ. Hoán tuyết vẫn ngu ngơ, trận pháp, lang hàn giải thích sơ, hoán tuyết ồ lên, thì ra thiếu ra cả ngày loay hoay cái đãi đó là vì tu luyện trận pháp, ta luôn thấy lạ đốm trắng nhỏ nhích tới nhích lui có ý nghĩa gì. Hả, Hà, lang hàn nhìn thị nữ nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc, lang hàn hỏi, nàng cảm ứng được đốm trắng và thúc đẩy nó, thị nữ nhỏ ngơ ngác gật đầu, đúng rồi, lang hàn ngạc nhiên, không ngờ thị nữ nhỏ khai phá ra tinh thần, chẳng lẽ hắn đã nhặt được của báu. Lăng Hàn ném thần ý bàn cho Hoán Tuyết, cầm lấy, giao một nhiệm vụ cho nàng, mỗi ngày hãy di chuyển đốm trắng kia. Chờ ngày nào có thể đẩy nó ra ngoài vòng tròn thì đến nói cho ta biết. Chương 3543, lòng ghen tị. Hoán Tuyết gật đầu, a, à, Lăng Hàn không biết tại sao Lăng Hàn muốn nàng làm như vậy, nhưng thiếu gia đã có lệnh thì nàng chỉ biết tuân theo. Lăng Hàn cười, không chừng hắn có thể bồi dưỡng một thị nữ nhỏ dành về võ đạo, đan đạo, trận pháp nếu vậy thì không biết bao nhiêu người sợ chết khiếp, đi tiệm trận pháp hữu ra xem thử, ta muốn luyện chế trận pháp thì nơi đó chắc có bán tài liệu trận cơ thích hợp. Ngoài ra kiếm thêm một quyển sách trận pháp, tốt nhất là sát trận. Lăng Hàn ra ngoài, đi hướng tiệm trận pháp hữu ra. Trong thành, phiêu hoa các, đây là chỗ ăn chơi cấp bậc cao nhất trong thành, nổi tiếng vung tiền như rác. Nghe nói vào cửa này rồi không tiêu phí trên một ngàn huyền bắc tệ thì không đi được. Trong sảnh phòng đế vương mắc nhất phiêu hoa các, có ba người trẻ tuổi đang uống rượu, bên cạnh mỗi người có một mỹ nữ ngồi cùng. Bọn họ đẹp mỹ miều, nói giỏi hát hay, giỏi ca múa. Thanh niên áo vàng hỏi: "Ai, nói này Tuấn thiếu gia, dạo này sao không đi Huyền Thanh Kỳ tìm Liên Kỳ chủ?" Mỹ nữ ở bên cạnh đút rượu cho người trẻ tuổi. Thanh niên được gọi Tuấn thiếu gia lắc đầu nói: "Đừng nói nữa." Tuấn thiếu gia vóc dáng cao lớn, rất điển trai, nhưng đầu chân mày tràn ngập kiêu ngạo khiến gã có vẻ hung dữ hiếp người. Thanh niên áo lục hỏi: sao vậy tuấn thiếu gia lắc đầu nói gần hai tháng nay bị sư tôn nhốt bắt ta phải nắm giữ một môn trận pháp mới cho ra hai thanh niên khác lộ vẻ khát khao thanh niên áo vàng nói tuấn thiếu gia thôi đừng lên giá nữa nếu ta cũng có thiên phú học trận đạo thì giã vùi đầu vào rồi thanh niên áo lục trợt nói ta nghe đồn gần đây trong huyền thanh kỳ xảy ra việc lớn tuấn thiếu gia hỏi có chuyện gì thanh niên áo lục nói huyền thanh kỳ và vân mặc kỳ kéo nhau đánh lộn thanh niên áo vàng hỏi trước, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Thật không, nói xem có chuyện gì, thanh niên áo lục nói. Nghe đồn trong huyền thanh kỳ xuất hiện võ giả thiên tài, đánh bại chu lãng còn chạy đi vân mặc kỳ khiêu chiến, hình như thái độ ác liệt dẫn đến hỗn chiến. Thanh niên áo vàng kinh ngạc hỏi, chật, đánh bại cả chu lãng, trong thập mạch thì tiểu tử đó thực lực số một số hai rồi. Tuấn thiếu ra uống hấp rượu, khinh thường nói, chỉ là thập mạch, thanh niên áo lục cười nói, đúng rồi, võ phu bình thường làm sao xứng so sánh với trận pháp sư sơ cấp như Tuấn Thiếu Gia. Nhưng ta nghe nói liên kỳ chủ rất che chở thuộc hạ này, chẳng những không trách móc xử phạt, ngược lại sợ hắn bị thương, cho hắn nghỉ dài hạn. Rốp, một tiếng giòn vang, ly thủy tinh bị Tuấn Thiếu Gia bóp nát, mảnh vụn ghim vào tay gã nhưng vì võ giả da dày thịt béo nên o đâm rách ra. Tuấn Thiếu Gia nhìn thanh niên áo lục, mắt tràn ngập sát ý. Thật không, thanh niên áo lục gật đầu nói. Tất nhiên là thật, Tuấn Thiếu Gia tìm đại người nào trong huyền thanh kỳ hỏi là biết. Tuấn Thiếu Gia không hứng thú uống rượu nữa, đẩy mỹ nữ trong ngực ra, nghênh ngang đi. Tuấn Thiếu Gia đã sớm xem Liên Tuyết Dung là người của mình, giờ có kẻ dám giành với gã. Không cần biết là cố ý hay vô tình, dù Liên Tuyết Dung có hảo cảm với tiểu tử đó cũng không được. Thanh niên áo vàng hỏi, này tả kiếm, người cố ý kích thích hắn như vậy có được không? Thanh niên áo lục tả kiếm cười nói, tiểu tử tên Lăng Hàn thực lực không tầm thường, có hắn ở thì ta không nắm chắc vào top 4 trong kỳ võ tháng sau. Thanh niên áo vàng cảm khái, hay cho tả kiếm, ngươi thật là tiện, nghiêm tuấn hẹp hòi chắc chắn sẽ theo dõi tiểu tử kia không nhả, một tháng đủ để hắn hành tiểu tử kia sống dở chết dở, khi đó ngươi sẽ thiếu một đối thủ cạnh tranh. Tả kiếm nhoèn miệng cười, trông rất sáng sủa, có ai ngờ vừa rồi gã nhẹ nhàng gợi lên một trận chiến đấu. Nghiêm tuấn chạy đi hỏi huyền thanh kỳ, đúng như tả kiếm nói, lang hàn dẫn đầu gây sự kết quả không bị xử phạt gì. Lăng đội trưởng rất siêu, nâng cao uy phong của kỳ chúng ta, chút giận đã ghiền. Toàn thế giới trừ kỳ chủ chúng ta ra thì ta chỉ phục lăng đội trưởng. Liên kỳ chủ có tốt với lăng đội trưởng không? Chắc chắn rồi, trai tài gái sắc mà. Ta nghe nói trên đường đến đây lăng đội trưởng còn ôm thứ kỳ chủ tặng cho không ăn không uống không ngủ, si tình vô cùng. Có một số việc nghiêm tuấn tự mình hỏi, một số khác gã phái người nghe ngóng. Tin tức truyền về làm nghiêm tuấn khùng lên, thật sự có người dám mơ ước nữ nhân của gã không thể nhịn, gã muốn đi tìm Lăng Hàn ngay, nhưng vì hắn không ở trong huyền thanh kỳ, ít ai biết chỗ ở của hắn ở đâu. Nghiêm Tuấn đành tạm dằn xuống xúc động muốn gây sự với Lăng Hàn. Nhưng Liên Tuyết Dung đặc biệt sắp đặt nhà của Lăng Hàn ở trong thành. Hừ, đang chơi trò nhà vàng giấu kiều, sao? Lăng Hàn rồi sẽ phải về binh doanh, khi đó. Hừ, Lăng Hàn đến tiệm trận pháp hữu ra, vào trong. Vẫn là lão nhân đó, bộ dạng hờ hững, kiểu này sao làm ăn? Lăng Hàn hỏi lão bá trong tiệm có bán tài liệu chế tạo trận cơ không như hoa thanh ngước lên nhìn lăng hàn hương ngươi muốn chế tạo trận cơ lăng hàn đáp đúng vậy như hoa thanh ngẫm nghĩ lấy một vòng tròn ra khỏi ngăn kéo đặt lên quầy chắc thử tinh thần lực đi đừng để lãng phí tài liệu của lão đây là thần ý bàn nếu không tu ra tinh thần lực thì cầm tài liệu trận đạo chỉ lãng phí lăng hàn gật đầu nói được lăng hàn cầm thần ý bàn lên dùng niệm lực thúc đẩy trận pháp vận chuyển chỉ người có tinh thần lực mới trông thấy đốm trắng, hoặc nên nói là cảm ứng được, vì lang Hàn nhắm mắt lại vẫn cảm giác rõ ràng nó tồn tại. Một lúc sau thần ý bàn tỏa ánh sáng trắng, như hoa thanh hơi rung động, a à, không ngờ độ mạnh niệm lực của tiểu tử nhà ngươi đến tiêu chuẩn sơ cấp. Cái gì là tiêu chuẩn sơ cấp? Vẻ mặt lang Hàn ngu ngơ, như hoa thanh lắc đầu giải thích rằng, đúng là đàn gảy tai trâu, tùy theo độ mạnh tinh thần lực khác nhau có thể chia ra bốn đẳng cấp, thấp nhất là sơ cấp, sau đó là trung cấp, cao cấp, cuối cùng gọi là đại sư. Sơ cấp thì xem như cao hay thấp, Ngưu Hoa Thanh nổi hứng hỏi, tiểu tử, người bắt đầu tu luyện tinh thần lực từ khi nào? Khi nào, ước chừng hơn một tháng trước, Lang Hàn trả lời thật, Ngưu Hoa Thanh nghe xong biểu tình kinh sợ, mới một tháng, mới một chút xíu, lão già gần giọng hỏi, người xác định, chương 3544, chạy chân, Lang Hàn nhìn kỹ lão già, hai người không thân chẳng quen, hắn lừa lão bản tiệm trận pháp làm gì? Nhìn bộ dạng lão lười biếng, trong tiệm được bao nhiêu mối làm ăn, đáng để lừa tiền không? Như Hoa Thanh nở nụ cười nói, lúc trước tặng trận pháp cho ngươi đã nghiên cứu ra chưa? Lăng Hàn gật đầu nói, nên mới muốn mua tài liệu trận cơ. Như Hoa Thanh lắc đầu nói, ngươi đúng là không làm chủ gia đình không biết cúi gạo mắt muối mắt. Giá tài liệu trận cơ không rẻ, ngươi dùng để luyện tập rất lãng phí. Lăng Hàn cười, thì ra lão già lo cho túi tiền của hắn. Lăng Hàn nói, cái đó thì xin yên tâm, ta đã luyện tập rồi. Như hoa thanh giật mình kêu lên, cái gì, ngươi luyện chế thành công, khác ở đâu, có mang đến không, lăng hàn lắc đầu, sao hắn có thể vì thân mang theo được. Như hoa thanh nói, ngươi ở đâu, cho lão nhìn xem, nếu ngươi thật sự thành công thì tài liệu trong tiệm miễn phí cho ngươi chọn, không lấy tiền. Lăng hàn ngạc nhiên, lão già làm vậy mần, dư tiền quá nên đốt sao. Như hoa thanh xua tay, mau đi, mau đi lấy, nếu không lấy đến thì bất cứ thứ gì trong tiệm sẽ không bán cho ngươi Trời ạ à, lão thật vì hứng lang hàn bất đắc dĩ đành về nhà lấy trận cơ đã chế tạo hoàn chỉnh đến như hoa thanh nhận lấy xem tỉ mỉ tay vuốt ve vẻ mặt say mê như đó là người yêu của lão lang hàn nhìn màn ổi hết da gà như hoa thanh mỉm cười nói khá khá lắm chỉ vài ngày ngắn ngủi ngươi đã tổ hợp trận văn vẽ thành hình có thể gọi là thiên nhân tài trận đảo như hoa thanh định nói là thiên tài nhưng ngẫm lại không thể khen quá cao tránh cho Lăng Hàn kiêu ngạo. Như Hoa Thanh nói, lão nói chuyện giữ lời, tài liệu trong tiệm tùy ngươi chọn. Nhưng luyện chế mê huyễn trận sơ cấp kiểu này đừng dùng tài liệu cao cấp, thiết tâm tử thạch là đủ. Lão nhân lấy ra một đống đá đen xì kích cỡ khác nhau, không đẹp chút nào. Thấy Lăng Hàn lộ vẻ mặt chén ghét, lão già cười to bảo. Tiểu tử, người không hiểu, càng là vật thiên nhiên thì càng hòa hợp với thiên địa tự nhiên. Ném nó xuống đất ngươi có thể phân biệt được khác với bùn không? Không được, trông như khối môi, như hoa thanh lấy một con dao nhỏ mà dài ra đưa cho Lăng Hàn. Đây là trận văn đao, có thể dễ dàng khắc trận văn. Nào, chế tạo ngay tại chỗ đi, lão muốn thấy tận mắt. Lăng Hàn không ý kiến, sách trận pháp là lão già tặng, tài liệu, công cụ cũng vậy, hắn không có gì phải giữ bí mật. Dù sao chế tạo trận cơ thì ở đâu chẳng được. Tốt, Lăng Hàn cầm dao, chọn một cục đá đen, nặng thật, khi hắn cầm lên cảm giác tay nặng trịch từ điểm này là biết lão nhân không lấy đá bình thường lừa phỉnh hắn biểu tình lang hàn nghiêm túc bắt đầu khắc trận văn dùng thần ý bàn luyện tập hay chế tạo trận cơ đều là cách rèn luyện tinh thần rất đơn giản giống như cơ bắp khi vận động đến kiệt sức sẽ dễ dàng tăng tiến chốc lát sau lang hàn tạo xong cây trận cơ đầu tiên Nghiêu hoa thành chụp lấy ngay cẩn thận quan sát mỉm cười nói tuy lần đầu chế tạo tay còn lóng ngóng dấu vết rất thô nhưng lần đầu mà được như vậy đã rất kinh người Nghiêu Hoa Thanh cờ Lăng Hàn tạo xong chín cây trận cơ rồi nói. Người bày trận pháp đi, Lăng Hàn gật đầu, đặt trận cơ cũng có quy luật của nó. Khoảng cách, góc độ mỗi cây trận cơ chú trọng nghiêm khắc, không thì sẽ ảnh hưởng rút và thay đổi thế thiên địa. Bày xong trận pháp Lăng Hàn dùng tinh thần lực dẫn động, đây là trận pháp hắn chế tạo, niệm lực nối nhau, trận pháp vận chuyển ngay. Nghiêu Hoa Thanh nói, tốt lắm, người thử vỗ vào trận pháp xem, Lăng Hàn nghe lời tung nắm đấm. Không quá mạnh nhưng cũng cỡ mấy ngàn cân, kinh lực phát ra ngoài chạm vào trận cơ chín cục đá đen không nhúc nhích cái nào. a à, lăng hàn tăng thêm sức đánh trận cơ vẫn không nhúc nhích mãi khi lăng hàn vận dụng lực lượng lên đến 5 vạn cân trận cơ mới nhúc nhích nhưng kỳ lạ là một trận cơ nhúc nhích thì tám cái khác cũng đung đưa theo khoảng cách hay góc độ đều y hệt nhau tương đương nguyên trận pháp di chuyển cùng một hướng. ha thú vị chẳng lẽ trận pháp chịu đựng sức mạnh sẽ không bị phá hoại nó chỉ nhúc nhích vậy thì trận pháp càng thực dụng hơn chứ có lực lượng 5 vạn cân đánh bậy bà có thể phá hủy trận pháp. Bốp, 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 như hoa thanh vỗ tay, tiểu tử khá lắm, rất giỏi. Lang Hàn cười nói, lão bá, lần này ta muốn học một bộ trận pháp chủ yếu là sát phạt, hoặc có thể kéo tu vi hai bên ngang nhau. Như hoa thanh trợn trắng mắt, muốn kéo tu vi hai bên ngang nhau là trận pháp cấp đại sư, nguyên huyền bắc quốc người có thực lực chế tạo ra nó không nhiều hơn ba người. Tiểu tử nhà ngươi quá tham lam, hơn nữa trận pháp như vậy cần khắc rất nhiều trận văn, cần trận cơ cỡ mấy trăm cái là trận pháp cỡ lớn tiểu tử nhà ngươi muốn tùy thân mang theo dùng nó kéo bằng cảnh giới để chiến đấu với người sao bị nhìn ra lăng hàn thở dài hắn lộ rõ trên nét mặt vậy sao này đây là bộ sát trận có uy hiếp khá mạnh với hoán huyết cảnh nhưng ngươi muốn bày ra thành công thì phải tu đến tinh thần lực trung cấp như hoa Thành thấy lăng hàn định lấy lại trận pháp thì rụt tay về nhưng ngươi phải chạy chân cho lão lăng hàn hỏi đi đâu Nghiêu Hoa Thanh nói, đi hiệp hội trận đạo, tìm một tiểu tử tên Cố Thiên Hòa, nói cho hắn biết ngươi là ta phái đi. Lăng Hàn nhe răng, chỉ nói lão phái ta qua, không nói có chuyện gì. Nghiêu Hoa Thanh cười, tiểu tử đó biết ngươi được lão phái qua liền hiểu ngay. Lăng Hàn cứ thấy nụ cười của lão già kỳ kỳ, hình như bị tính kế. Nhưng đi hiệp hội trận đạo một chuyến thì có chuyện xấu gì. Lăng Hàn gật đầu nói, được rồi, ta đi. Nghiêu Hoa Thanh gật gù ném sách trận pháp qua đi đi lang hàn nhạn lấy kinh ngạc hỏi lão bá không sợ ta đổi ý sao như hoa thanh hỏi ngược lại ngươi sẽ đổi ý lang hàn lắc đầu nói không như hoa thanh gióng giạc nói vậy là được rồi bộ dạng của lão như đang nói ngươi thật ngốc bà nội nó lang hàn lấy về bộ trận cơ mới luyện chế còn bộ cũ thì để lại trong tiệp như hoa thanh nói là muốn xem dù sao thứ này làm bằng gỗ đã hơi bị hư hao vì dẫn động thế thiên địa vốn có áp lực lớn khúc gỗ bình thường sao chịu nổi. Lăng Hàn luôn là người nói chuyện giữ lời, nên sau khi ra tiệm trận pháp hắn liền đi tới hiệp hội trận đạo. Trường 3545, ngăn trước cửa. Không biết đường không sao, tìm đại một người hỏi là được, hiệp hội trận đạo nổi tiếng lừng lẫy mà. Trong thành có xe máy để đi, tốc độ không bằng Lăng Hàn hết sức đi nhanh, nhưng hắn không gấp, hơn nữa không phải bỏ sức ra thì cớ gì không ngồi thử. Ngồi xe đến hiệp hội trận đạo cần hai nguyên huyền bắc tệ, không rẻ chút nào lăng hàn trả tiền xong xuống xe nhìn đằng trước trước mặt lăng hàn là hiệp hội trận đạo một kiến trúc to lớn đầu tiên là một hàng bậc thang cao cỡ hai tầng lâu sau đó là một đại điện như lễ đường màu trắng các cây cột to trống dậy trông rất đồ sộ nơi này hầu như không có người ra vào nếu không phải có bốn thủ vệ đứng trên đầu bậc thang thì thật khiến người nghi ngờ có phải làn hà mà không lăng hàn sải bước lên cầu thang rất nhanh đi lên tầng trên nhưng hắn bị bốn người ngăn lại một người kiệm lời hỏi là ai có chuyện gì, Lăng Hàn cười nói, ta tên Lăng Hàn, đến tìm người tên Cố Thiên Hòa, chắc có người này phải không? Có, sao không có được, đó là cầm đầu chỗ này. Bốn thủ vệ liếc nhau, tiểu tử nhà ngươi uống lộn thuốc sao, chạy đến nơi đây hỏi có cố hội trưởng không? Một thủ vệ cười nói, ha ha, ngươi muốn gặp hội trưởng của chúng ta, cái gì, Cố Thiên Hòa là hội trưởng của Hiệp hội Trận Đạo, Lăng Hàn nhe răng, không lẽ bị lão giả hố? Còn nói Cố Thiên Hòa là tiểu tử, Hải Lăng Hàn cho rằng chỉ là tiểu nhân vật trong hiệp hội trận đạo. Nhưng bị người nhờ vả thì phải làm giúp, Lăng Hàn tiếp tục bảo. Làm phiền bẩm báo với cố hội trưởng, nói ta là. Lão bản tiệm trận pháp hữu ra phái đến đây, phụt, bốn thủ vệ suýt sặc cười. Trong thành có bao nhiêu tiệm trận pháp, là nhà nào phái người đến đây. Nói còn ấp úng mà muốn gặp hội trưởng đại nhân, Lăng Hàn càng thấy bị lão giả hố, đặt tên tiệm quái dị như vậy chẳng phải là cố ý khiến người hiểu lầm sao. Lăng Hàn nói. Tiệm trận pháp này tên là tiệm trận pháp hữu gia, làm phiền bốn vị. Chỉ cần thông báo một tiếng, tại hạ không mong mỏi gì được gặp cố hội trưởng. Lăng Hàn chỉ chạy chân dùm như hoa thanh, đã đến nơi, truyền tin rồi, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, còn chuyện khác thì hắn không quan tâm. Bốn thủ vệ nói, xin lỗi, cố hội trưởng bận rộn nhiều việc, chúng ta không dám quấy dày. Đùa, nếu ai muốn gặp cố hội trưởng bọn họ cũng đi thông bẩm thì chẳng phải là cố hội trưởng bị phiền chết sao làm gì còn thời gian nghiên cứu trận đạo các thủ vệ đuổi lăng hàn đi đi nếu như bốn người này đi thông báo mà cố thiên hòa không chịu gặp thì lăng hàn sẽ không dây dưa hắn đi ngay nhưng bọn họ không thèm báo một tiếng hắn cảm thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ nên lăng hàn cãi theo lý muốn bốn người châm trước ít ra truyền lời một tiếng một người trẻ tuổi ra khỏi đại điện mặc áo trắng phong độ phiên phiên có chuyện gì mà ồn ào chỗ này bốn thủ vệ vội hành lễ biểu tình vô cùng cung kính Tuấn thiếu gia, vị này là Nghiêm Tuấn Tuấn thiếu gia, thiên phú trận đạo cực kỳ xuất sắc, được tiếng là thiên tài trận đạo 10 năm khó ra một lần, được lưu chấp sự thu làm đệ tử. Nghiêm Tuấn mới 20 tuổi đã trở thành trận pháp sư sơ cấp. Trận pháp sư, có một chữ sư là đã ghê gớm rồi. Một đạo đi bên cạnh Nghiêm Tuấn, tên là Dương Tử Thanh, một thiếu gia của Dương gia, vọng tộc trong thành. Dương Tử Thanh cố ý tìm Nghiêm Tuấn vì xin nhờ đối phương chế tạo một bộ trận pháp cho mình. Dương Tử Thanh cao ngạo nói: Nơi này là hiệp hội trận đạo, không phải cái chớ. Thật tình, tưởng chó mèo gì cũng có tư cách vào đây sao? Kéo thấp luôn thân phận của gã. Lăng Hàn nhìn Dương Tử Thanh, dù bốn thủ vệ luôn mồm từ chối nhưng ít ra thái độ tạm được, bởi vậy hắn không nổi sùng lên. Nhưng thái độ của Dương Tử Thanh làm Lăng Hàn hơi bị khó ở. Lăng Hàn châm chọc lại, ngươi là thứ gì? Dương Tử Thanh tức giận quát, ngươi dám nhục ta? Lăng Hàn cười nói, à, vậy ngươi không phải cái thứ gì? dương tử thanh dậm chân mới vài câu đã bị lăng hàn chọc cho nổi lửa khốn nạn một thủ vệ giải thích rằng tuấn thiếu gia là vầy người này tên lăng hàn nói là yêu cầu gặp hội trưởng đại nhân lăng hàn nghiêm tuấn cảm giác đầu nổ tung thủ vệ nói câu sau gã không nghe vào tai người này là lăng hàn nghiêm tuấn nhìn lăng hàn hỏi ngươi là lăng hàn của huyền thanh kỳ ô tên này biết mình lăng hàn gật đầu nói đúng vậy nghiêm tuấn toát ra sát ý âm trầm tiểu tử này dám cướp nữ nhân với gã. Quan trọng nhất là gã theo đuổi liên tuyết dung một, hai năm rồi mà nàng hờ hững với gã. Giờ thì sao, liên tuyết dung không chỉ tặng đồ cho lăng hàn còn công khai bao che. Bố tiên sư cha nhà nó, dương tử thanh quan sát nhạy bén lập tức nói, tiểu tử, nơi này không phải chỗ cho ngươi dương oai, còn không cút là ta không khách sáo với ngươi. Lăng hàn liếc dương tử thanh một cái, ngươi muốn đánh, dương tử thanh lạnh lùng nói, không phải đánh, chỉ giữ gìn trật tự, Thấy Dương Tử Thanh chủ động nhảy ra thì Nghiêm Tuấn không lên tiếng nữa, gã muốn giết Lăng Hàn, nhưng to gan đến mấy cũng không dám công khai giết người trong thành. Quốc có quốc pháp, nếu không phải tội phạm quan trọng bị truy nã, hại người tàn phế hay chết thì bản thân mình cũng phải trả giá rất đắt. Nếu bây giờ Dương Tử Thanh nhảy ra thì Nghiêm Tuấn vui lòng cho đối phương làm chim đầu đan, cho Lăng Hàn bài học. Đương nhiên Nghiêm Tuấn sẽ ngầm tìm cách giết Lăng Hàn, gã không cho phép nữ nhân mình thích trong tim có nam nhân khác. Dương Tử Thanh tát Lăng Hàn, biến ngay, Dương Tử Thanh là thập nhất mạch, một kích kia lực lượng hùng hậu, giấy lên gió giết làm bốn thủ vệ dùng mình suýt té ngã. Lăng Hàn lộ vẻ tức giận, hắn đã trêu ai chọc ai. Lăng Hàn nhìn ra được nghiêm tuấn có địch ý mãnh liệt với mình, Dương Tử Thanh thì nịnh bợ đối phương nên hăng hái nhảy ra. Tưởng hắn dễ ăn hiếp sao, Lăng Hàn tắt lại, bốp, Dương Tử Thanh đánh ra kinh lực bị tan giã, lực lượng của Lăng Hàn đánh trúng mặt gã. Dương Tử Thanh rên rỉ đau đớn, mặt ửng đỏ dấu tay. A, à, Dương tử thanh ngây người, gã là thập nhất mạch, có thể tùy ý tát gã ở trong thông mạch cảnh chỉ thập nhị mạch làm được. Tiểu tử này trông trẻ vậy mà là cường giả thập nhị mạch. Dương tử thanh không tin, nếu không gã đã chẳng vội vã đánh người. Nghiêm tuấn mở miệng chụp mũ lăng hàn, lăng hàn, dám cản dỡ trước cửa hiệp hội trận đạo, người rất to gan. Trường 3546, lật ngược tình thế. Lăng Hàn nhìn nghiêm tuấn, hỏi, kỳ lạ, ta chưa từng thấy con rùa nhà áp lực, tại sao cứ cắn chặt ta không nhả lang hàn mới đến hùng cứ thành hình như chưa mở ra vầng sáng gây rắc rối nhưng sao đã bị người theo dõi khốn con rùa nghiêm tuấn tức giận tiểu tử này mỉm mai gã bị đối phương cướp nữ nhân không phải con rùa là gì hay lắm người biết rõ liên tuyết dung là của ta mà còn dám xuống tay chơi chết ngươi nghiêm tuấn âm trầm nói hừ người tự tiện xông vào bản hội còn hành hung đánh người có biết tội nghiêm trọng thế nào không lang hàn cười to bảo có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy con mắt nào của ngươi trông thấy ta tự tiện xông vào chẳng qua có con chó điên muốn cắn ta nên đạp một khước ngăn cản nó hành hung dương tử thanh ngây ra mợ nó tiểu tử này nói gã là chó điên nghiêm tuấn phẩy tay cút đi hội trưởng đại nhân sao có thể gặp kẻ thô lỗ nhà ngươi muốn giết lăng hàn tại đây là điều không thể gã chỉ có thể nhục nhã đối phương lăng hàn cười nói ồ thì ra có thể đại biểu cố hội trưởng câu này bén như dao cố thiên hòa là trận pháp sư cao cấp thành chủ đại nhân gặp người ta còn phải lễ độ nghiêm tuấn có tài đức gì mà đại biểu đại nhân vật như vậy nghiêm tuấn hừ mũi nếu chó mèo gì cũng có thể bái kiến hội trưởng đại nhân thì chẳng phải là hội trưởng bận chết ta chỉ sàn lọc thay hội trưởng ngươi không xứng lang hàn thản nhiên nói ta có xứng hay không chẳng cần ngươi quan tâm ta muốn được thông báo một tiếng nghiêm tuấn khinh thường nói hừ đồ nhà quê cút đi nghiêm tuấn hy vọng lang hàn nhanh chóng lăn đi sau đó gã sẽ tra ra nhà hắn ở đâu rồi mời sát thủ khiến hắn vĩnh viễn biến mất. Ha ha, người suy nghĩ nhiều quá, Lăng Hàn lơ đẹp nghiêm tuấn, hắn định ở lì chỗ này, tin tưởng Cố Thiên Hòa sẽ đi ra, sau đó hắn thuật lại lời của Ngưu Hoa Thanh. Sau đó Cố Thiên Hòa muốn gặp hắn thì gặp, không muốn thì hắn sẽ đi. Chuyện rất đơn giản, nghiêm tuấn cười khẩy nói, vẫn chưa chết tâm, nếu như hội trưởng đại nhân chịu gặp đồ nhà quê như ngươi thì mặt trời sẽ mọc từ phía tây. Lăng Hàn lười quan tâm nghiêm tuấn, hắn không quen gã muốn đánh nhau thì hắn chơi tới cùng thấy lăng hàn không trả lời mình nghiêm tuấn càng tức giận hơn tiểu tử này còn dám canh kiệu cố ý khiêu khích gã sao đáng ghét nghiêm tuấn lạnh nhạt nói hộ vệ sao chưa đuổi người đi nghiêm tuấn là trận đạo sư sơ cấp có tương lai tươi sáng nên bốn thủ vệ vô cùng kính sợ gã nghe vậy cùng nhìn hướng lăng hàn một thủ vệ nói xin đừng để chúng ta khó xử lăng hàn nhếch mép ta có chuyện xin gặp các người không thông báo dùm thì thôi còn muốn đuổi ta đi, ta chống mắt xem hiệp hội trận đạo bá đạo như thế nào. nghiêm tuấn cười khẩy nói, a, à, ngươi muốn có người giúp ngươi thông bẩm đến vậy sao? được thôi, ta sẽ thông báo với hội trưởng đại nhân dùm cho. a, à, tiểu tử này uống lộn thuốc, đừng nói lăng hàn không tin được. bốn thủ vệ dương tử thanh đều lộ vẻ mặt khó hiểu. cái quỷ gì? nghiêm tuấn giang hai chân, khinh thường nói, nhưng ngươi phải bỏ qua dưới háng ta đổi lại là đại hắc cầu chắc chắn nó đồng ý ngay, giả bộ sẽ chui sau đó thừa dịp xuống tay, a à không, xuống miệng cắn nát của quý của Nghiêm Tuấn. Lăng Hàn thì không đê tiện như thế, hắn chỉ nhìn Nghiêm Tuấn, thầm khó hiểu rốt cuộc hắn đã làm gì chọc vào người này. Đúng là hắn có vầng sáng gây thù, tự động phát ra hiệu quả trào phúng, nhưng tai nạn này thật kỳ quặc, mới đến chỗ lạ, hầu như không quen vài người vậy mà bị thù địch. Kỳ cục, mặc kệ thế nào, nguyên tắc của Lăng Hàn rất đơn giản, ai chọc vào hắn là hắn đánh kẻ đó, Nghiêm Tuấn đã bị hắn xếp vào sổ đen. Trong đại điện truyền ra giọng nói trầm thấp tràn ngập uy nghiêm. Ôn ào còn ra thể thống gì? Một lão nhân đi ra, vóc dáng hơi gầy gò nhưng tinh thần quắc thước. Đám người nghiêm tuấn vội không người hành lễ. Hội trưởng đại nhân, Cố Thiên Hòa, hội trưởng hiệp hội trận đạo Hùng Cứ Thành, trận pháp sư cao cấp, thân phận kinh người, địa vị cao thượng. Chính chủ đến, Lăng Hàn nói nhanh, Cố hội trưởng, ta được lão bản tiệm trận pháp hữu ra nhờ và muốn bái kiến Cố hội trưởng tiểu tử này gặp cố thiên hòa chẳng những không hành lễ còn nói lời điên khùng gì đám người dương tử thanh khó hiểu nghiêm tuấn cười nhạt tốt lắm nếu đắc tội cố thiên hòa thì không ai cứu được hắn cố thiên hòa sửng sốt chuyện gì đây như sư thúc phái người đến gặp lão nghiêm tuấn bắt lấy cơ hội quát nạt to gan dám cản rỡ trước mặt hội trưởng đại nhân người muốn chết nghiêm tuấn tuy là thiên tài của hiệp hội trận đạo nhưng gã không ngại nịnh bợt cố thiên hòa dù sao sư phụ của gã chỉ là chấp sự còn cố thiên hòa là hội trưởng, không thể so sánh được. Không ngờ vuốt mông ngựa vỗ nhầm đùi ngựa, ánh mắt cố thiên hòa sắc bén lườm nghiêm tuấn. Câm mồm, nghiêm tuấn ngây người, gì vậy trời, cố thiên hòa ngoắc lăng hàn, tiểu bằng hữu đi theo ta, đây là người nghiêu sư thúc phái ra, cố thiên hòa không thể đối xử như bình thường được. Người khác không rõ nhưng cố thiên hòa thì biết nghiêu hoa thanh năm xưa khuất động mưa gió, đáng tiếc tạo hóa treo người, khiến thiên tài trận đạo khí phách phấn chấn trở nên đổi phế như sư thúc sai người đến gặp lão thì chắc có chuyện rất quan trọng. Cố Thiên Hòa xoay người đi trước, lần này không ai dám ngăn cản Lăng Hàn, hội trưởng đại nhân đã mở miệng thì còn ai mắt mù gây sự. Lăng Hàn liếc nghiêm tuấn một cái, lắc đầu nói, cố hội trưởng, ta không thể đi vào. Cố Thiên Hòa xoay người lại, tại sao, Lăng Hàn đáp, có người nói ta muốn đi vào phải chui qua dưới háng người ta. Cố Thiên Hòa đảo qua sáu người nghiêm tuấn, Dương Tử Thanh, biết câu đó là một trong sáu người này nói hương nghiêm tuấn suýt dậm chân tiểu tử này thật đáng hận nghiêm tuấn vội nói hội trưởng đại nhân xin đừng nghe hắn nói nhảm ta không cấm hắn đi vào chỉ nói nếu hắn muốn được nhắn lời dùm thì phải từ giọng nghiêm tuấn nhỏ dần vì gã chợt hiểu ra lăng hàn cố ý nói sai hòng để gã chủ động khai thật cố thiên hòa tức giận quát ngươi thật to gan hiệp hội trận đạo là nhà ngươi mở sao ngươi không cho ai vào thì người đó không được vào nghiêm tuấn chỉ biết cúi đầu nghe cố thiên hòa chửi xối xả lăng hàn Nghiêm Tuấn nghiến răng, siết chặt tay khớp xương trắng bệch. Chương 3547, thiên tài. Trước cửa lớn Cố Thiên Hòa lo danh tiếng của hiệp hội trận đạo nên chỉ gian dậy một lúc rồi ngừng, Hiền Hòa kêu Lăng Hàn đi theo mình. Lăng Hàn biết một vừa hai phải, hắn và hiệp hội trận đạo không có quen biết gì, hơn nữa tự tay đánh người mới sướng. Việc này xem như lợi tức trước tiên lấy một chút, còn nợ chính thì sau này tính. Lăng Hàn theo Cố Thiên Hòa vào đại điện, đi vào gian thư phòng. Nguyên đại điện bằng nham thạch đã là hiệp hội trận đạo thì tất nhiên có dấu vết trận pháp ở khắp nơi. Sau khi Lăng Hàn đi vào có cảm giác đứng ngồi không yên, nếu hắn hành hung ở đây thì khỏi cần ai ra tay, trận pháp sẽ trấn áp hắn trước. Cố Thiên Hòa hỏi, "Nhiêu sư thúc phái ngươi lại đây có lời nhắn gì không?" "Nhiêu sư thúc, hèn gì dễ nói chuyện vậy, mà lão già lười biếng đáo hóa ra có thân phận như vậy." Thì ra lão họ Nghiêu, Lăng Hàn lắc đầu nói, "Như tiền bối chỉ kêu ta đến tìm người, không nói có chuyện gì." cố thiên hòa sửng sốt như sư thúc có ý gì a à, cố thiên hòa chợt nhớ lần trước bái kiến như hoa thanh vì năm sau đế đô tổ chức tỉ thí lão muốn hỏi ý kiến như hoa thanh khi đó phái ai đại biểu lúc ấy như hoa thanh vẻ mặt không kiên nhẫn phớt lờ cố thiên hòa không ngờ mới hao vài ngày đã phái người đến không lẽ đây là nhân tuyển mà ngưu sư thúc đề cử một tiểu tử thậm chí không phải hiệp hội trận đạo cố thiên hòa ngẫm nghĩ hỏi tiểu bằng hữu là trận pháp sư lang hàn trả lời hiểu sơ một ít, Cố Thiên Hòa lại hỏi, người tu luyện tinh thần lực từ lúc mấy tuổi, mấy tháng trước, Cố Thiên Hòa suýt sặc, cảm thấy lúng túng, như sư thúc cố ý dẫn với lão sao, đề cử người mới toanh đến làm lão khó xử, nếu bỏ mặc lang hàn thì sẽ gánh tiếng xấu không tôn trọng trưởng bối, nếu đồng ý thì phái người mới đi đế đô tỉ thí rất mất mặt. Ai, khó xử chết được, Cố Thiên Hòa trầm ngâm nói, được rồi, để ta thử tinh thần lực của ngươi đi. Hả, thử tinh thần lực của ta làm chi, Lăng Hàn thấy kỳ, hắn chỉ báo tin thôi mà sao phải bị trách nhiệm tinh thần lực. Làm cái quỷ gì, Cố Thiên Hòa đặt một cây bút xuống mặt bàn, thử nâng nó lên xem. Lăng Hàn chưa từng thử cách vận dụng tinh thần lực kiểu này, hắn tỏ mò làm. Nhiệm lực tuôn ra hóa thành xúc tu mắt thường không thấy đụng vào cây bút. Cách bút cách Lăng Hàn khoảng 7 thước, khi tinh thần lực đến cự ly này thì đã rất yếu ớt. Lộc cộc, cây bút lăn sắp sắt xuống, Lăng Hàn quính lên, nhiệm lực hóa thành bàn tay chộp cây bút lơ lửng giữa không trung. Cố Thiên Hòa lộ vẻ mặt giật mình. A, à, mặc dù là Cố Thiên Hòa đưa ra yêu cầu nhưng lão thật tình không trông chờ vào Lăng Hàn có thể làm được. Nếu thật sự làm được điều này thì tinh thần lực nói sao cũng đến sơ cấp. Không thể ngờ Lăng Hàn thật sự làm được. Mỡ ơi, tiểu tử này thật sự chỉ tu luyện tinh thần lực trong mấy tháng. Muốn đến tinh thần lực sơ cấp thì thiên tài như nghiêm tuấn cũng mất 5 năm. Nếu hắn nói thật thì tiểu tử này tuyệt đối là yêu nghiệt. Cố Thiên Hòa hơi hiểu tại sao Nghiêu Sư Thúc đưa Lăng Hàn đến nhân tài, không, thiên tài, cố thiên hòa hơi dao động, có nên phái lăng hàn làm đại biểu của hùng cứ thành không? Nhưng hai ngày trước cố thiên hòa đã bàn với mấy chấp sự sẽ phái nghiêm tuấn làm đại biểu của họ, giờ lão bỗng đòi đổi người thì khó coi. Cộng thêm nghiêm tuấn cũng là thiên tài trận đạo, tương lai rộng mở tươi sáng, giờ cố thiên hòa đột một gạch tên chẳng phải là khiến người ta thất vọng đau khổ. Nhân tài như vậy có tòa thành nào không mở rộng cửa hoan nghênh? Nhưng Lang Hàn thì sao? Người này được Nghiêu Sư Thúc đề cử đến, nếu cố thiên hòa không cho lăng hàn lên sân thì chẳng phải là không nể mặt nghiêu sư thúc nếu sư phụ của cố thiên hòa biết chuyện sẽ lột ra lão ra hơn nữa lăng hàn rất thiên tài cố thiên hòa siêu khó xử vì sao nghiêu sư thúc không sớm phái người này đến vậy thì lão không cần khó xử ai cố thiên hòa khách sáo nhìn lăng hàn tiểu hữu có hứng thú tham gia vào hiệp hội trận đạo chúng ta không nhân tài như vậy đương nhiên phải giành giật nhét vào hiệp hội trận đạo ngay lăng hàn cười nói ta cần suy xét đã Cố Thiên Hòa gật đầu nói. Được, Cố Thiên Hòa thầm nghĩ người này là Ngưu Sư Thúc đề cử thì chắc sẽ không chạy ra Hùng Cứ Thành. Cố Thiên Hòa ngẫm nghĩ, lấy một huy chương màu bạc ra đưa cho Lăng Hàn. Cầm đi, có thứ này về sau chỉ cần đưa ra thì không ai ngăn cản ngươi. Lăng Hàn gật đầu nói. Được, thế này cũng hay, Lăng Hàn rất có hứng thú với trận đạo, thứ này có thể phụ trợ chiến đấu, còn có thể dùng để luyện đan. Về trận pháp thì không thể cứ trông chờ vào Ngưu Hoa Thanh luôn tặng cho mình hai người không thân chẳng quen, Lăng Hàn từ biệt rời đi, cảm thấy cố hội trưởng khá hiền hòa, không sang chảnh chút nào. Nếu người khác biết đánh giá này sẽ nói Lăng Hàn bị mù rồi. Cố Thiên Hòa không kinh kiệu, đừng đùa, Cố Thiên Hòa rất cao giá, trong thành bao nhiêu hào môn vọng tộc muốn xin lão chế tạo trận pháp. Cố Thiên Hòa rửng rưng, người ta đưa núi vàng núi bạc đến lão cũng lười nhìn, không chịu gặp mặt một lần. Hiền Hòa, ha ha, lúc ra cửa Lăng Hàn không thấy nghiêm tuấn hay dương tử thanh đâu, chắc hai người không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Nhưng rõ ràng thù này đã kết, kết thù thì kết, bọn họ dám đi huyền thanh kỳ công khai khiêu khích sao. Lăng Hàn mỉm cười về nhà, trong một nhà ăn, Dương Tử Thanh nói nhỏ bên tai nghiêm tuấn. Tuấn thiếu ra, đã tra rõ chỗ ở của tiểu tử kia. Nghiêm Tuấn khoanh tay đứng bên cửa sổ, chỗ này làn hà cao ốc 69 tầng, từ chỗ này nhìn xuống tất cả thật nhỏ bé, cường giả thập nhị mạch nhảy từ độ cao này xuống cũng thành thịt nát. Nghiêm Tuấn gật đầu, tốt, nghiêm Tuấn không nói thêm, có vài việc gã không thể cho Dương Tử Thanh biết. Dương Tử Thanh hỏi, Tuấn thiếu gia, không biết tiểu tử đó có quan hệ gì với cố hội trưởng, chúng ta đừng dễ dàng đụng vào hắn. Dương Tử Thanh hơi hèn, sợ Lang Hàn có bối cảnh ghê gớm gì làm gã không chịu nổi. nghiêm Tuấn cười nhạt, loại người này rất hèn, mới có bấy nhiêu đã sợ. yên tâm, một là người không làm gì, thứ hai là cố hội trưởng là ai, tên nhà quê như hắn sao có thể trèo cao? nam nhân trung niên xua tay. Ngươi về được rồi, Dương Tử Thanh ngẫm nghĩ, cắn răng nói. Tuấn thiếu gia, ta cùng tiến cùng lùi với thiếu gia. Trường 3548, mời sát thủ. Nghiêm Tuấn liếc Dương Tử Thanh một cái, thản nhiên nói. Vậy ngươi đi tuyên bố tin tức, khiến địa ngục phái sát thủ ra. Dương Tử Thanh đứng tim, địa ngục là tổ chức sát thủ, tự xưng không có ai là họ không giết được. Đừng nói người thường, dù là cao tầng trong quân đội, trọng thần trong hoàng triều, chỉ cần giá cả thích hợp thì địa ngục sẽ ra tay. Nhưng Nghiêm Tuấn và Dương Tử Thanh chỉ có xung đột ngoài miệng với Lăng Hàn, nói thật là hai người chủ động khiêu khích người ta, vì sao thăng cấp lên mức đi mời tổ chức sát thủ. Không lẽ trong đó có ân oán gì gã không biết, tốt nhất đừng để một phút sơ sẩy làm chim đầu đàn. Nhưng mà, Dương Tử Thanh nhìn Nghiêm Tuấn, đây là trận pháp sư có tương lai tươi sáng nhất của Hùng Cứ Thành, Cố Thiên Hòa sẽ chết già. Nếu Dương Tử Thanh làm thân với hội trưởng hiệp hội trận đạo tương lai thì đại vị của gã ở trong gia tộc sẽ tăng lên mảng lớn, thậm chí thử bắt lấy vị trí gia chủ. Bình thường thì vị trí đó làm sao tới lượt gã. Dương Tử Thanh cắn răng nói, quyết định đi tới cùng trên con đường này. Được, ta đi ngay. Khác với cổ đạo Tông chỉ chiếm một phương, huyền Bắc Quốc là quốc gia thật sự, còn là nước lớn, chiếm diện tích to lớn, không chỉ hưng thịnh cổ võ, khoa học kỹ thuật trước khi thiên địa biến động cũng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Bởi vậy nơi này chẳng những có quang não còn có network, tổ chức sát thủ địa ngục có trang web riêng cho người đặt lịch. Đương nhiên tổ chức sát thủ là đối tượng bị cơ quan quốc gia đả kích, loại website này sẽ bị xáo rồi lại nhan nhản nổi lên, đổi bộ mặt khác lần nữa xuất hiện. Dương Tử Thanh viết thư liệu của Lăng Hàn vào web, rất nhanh địa ngục trả lời lại. 20 vạn huyền bắc tệ, đối với Dương Tử Thanh là số tiền cách xù, lương hàng tháng gia tộc phát cho gã chỉ cỡ một vạn huyền bắc tệ, bình thường tiêu xài chơi bời cộng thêm chút chi tiêu lúc tu luyện thì không còn sót lại bao nhiêu. Có vài tháng Dương Tử Thanh còn bị túng thiếu, Giờ kêu Dương Tử Thanh một lúc lấy ra 20 vạn thật là làm khó gã. Nghiêm Tuấn hỏi, không đủ tiền, Dương Tử Thanh cắn răng nói. Đủ, Dương Tử Thanh sử dụng tiền dự trữ phụ mẫu cho mình để thanh toán. Rất nhanh bên địa ngục trả lời, trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả. Dương Tử Thanh nói, Tuấn thiểu ra, xong rồi. Tuy tiêu phí rất lớn, còn mạo hiểm lớn nhưng rốt cuộc kết nối với Nghiêm Tuấn. Sau chuyện này chắc gã sẽ lấy được niềm tin trăm phần trăm của Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn gật đầu, mắt lạnh băng, từ đầu tới đuôi nghiêm tuấn chỉ nói, lỡ điều tra chúng Dương Tử Thanh thì gã sẽ phủi sạch, tội này để Dương Tử Thanh một mình gánh đi. Sau khi Lăng Hàn về nhà liền bày mê viễn trận trong sân, chỗ hắn đang ở khá nhỏ, một bộ trận pháp đủ bao trùm nguyên sân. Lăng Hàn dạy hoán tuyết cách ra vào trận pháp, miễn cho thị nữ nhỏ này bị nhốt bên trong. Nếu không ai bước vào thì trận pháp sẽ không khởi động, trận cơ trôn dưới lòng đất sẽ không bị người nhìn ra, cực kỳ ẩn khuất nếu có người bước vào trừ phi tinh thông trận pháp này, không thì sẽ bị nhốt trong bóng tối xòe tay không thấy năm ngón. Đương nhiên trận pháp chỉ nhốt được thông mạch cảnh, vì hoán huyết cảnh dốc hết sức oanh kích, lực lượng lớn có thể phá hỏng liên kết giữa các trận cơ. Nếu trận cơ tan rã thì trận pháp tự nhiên không còn tồn tại. Đây là một khâu bảo hiểm lăng hàn dành cho mình, hắn bây giờ không như xưa, buổi tối cần nghỉ ngơi. Người ta lúc nghỉ thì khó giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Lăng Hàn mới đến nơi này nhưng có mang vầng sáng kết thù, Nhìn nghiêm tuấn xem, tự dưng chăm chăm nhầm vào hắn, tràn đầy sát ý. Bởi vậy Lăng Hàn phải cẩn thận chút, tới lúc nghiên cứu đan đạo rồi. Trận Pháp mới cần niệm lực trung cấp, không thể xong trong một lần, Lăng Hàn đặt chú ý vào đan đạo. Nói thật thì Lăng Hàn học trận Pháp sơ, chung kỳ là vì luyện đan. Lên quang não trước, nơi này có network quốc tế hoàn chỉnh, có thể tra được nhiều tư liệu hơn. Lăng Hàn dùng quang não tìm kiếm, phát hiện đan đạo hay trận đạo rất ít có tư liệu về tu tập cơ bản. Trên mạng lưới quốc tế có nhiều web bán đồ, bình thường nhu cầu ăn mặc có thể đặt mua ở đây, chỉ cần trả tiền thì rất nhanh sẽ nhận được đồ gửi đến. Xa ở thành khác cũng không sao, web mới có chi nhánh trong từng thành thị. Đan đạo đan đạo đan đạo, Lăng Hàn tìm đến trang web chuyên môn do hiệp hội đan đạo mở, chỉ bán đan dược. Đồ nhiều thật, bí lực hoàn, có thể tăng nhanh tu vi, tham mạch đan, tăng xác suất cảm ứng kinh mạch khoảng 10%. Hèn gì chỗ này có nhiều người trên cửu mạch có đan dược như thế đủ cho một nửa người vượt qua. Nhưng mắc qua, lang Hàn nhìn lướt qua, một viên bí lực hoàn giá 2.000 huyền bắc tệ, cho dù là đội trưởng huyền thanh kỳ một tháng cũng không mua được vài viên. Quan trọng là bí lực có thể dùng mỗi ngày. Hèn gì hào môn trong thành có nhiều thập nhị mạch khoảng 20 tuổi, trong huyền thanh kỳ thì phải 30 tuổi và còn là cỡ đội trưởng, thua từ vạch xuất phát. Lăng Hàn sờ cầm, hắn ở trong cổ đạo tông mới thăng lên đạo tử, không có tích lũy gì, trong túi chỉ có 10 vạn huyền bắc tệ, nhìn thì nhiều nhưng không mua được bao nhiêu viên bí lực đan. Phải nắm giữ cách luyện chế, sau này nhóm loạn tinh đi ra cũng cần dùng. Nhưng trang web không bán phương thuốc, Lăng Hàn đổi nơi khác, rất nhanh hắn tìm thấy nơi giống chợ đen, cái gì cũng dám bán. Nhưng vì tránh né, người bán sẽ ngụy trang tên món hàng. Ví dụ phương thuốc bí lực hoàn thì nơi này ghi là bí phương cho lực lượng của người tăng lớn. Người hiểu tự nhiên nhìn sơ liền rõ ràng, Lăng Hàn trả giá với người bán, Cuối cùng bán với gái 5.000 huyền bắc tệ. Giá này không mắc, vì sau khi Lăng Hàn học được có thể giao bán phương thuốc trên web. Nhưng tất cả người bán đều hẹn trước, 5.000 là giá thấp nhất, không ai giảm thấp nữa. Loại mua bán này dễ hoàn thành nhất, vừa trả tiền xong bên web liền đưa phương thuốc đến. Lăng Hàn xem kỹ, cần tài liệu không nhiều, để tra giá tiền. Ừm, giá thành cỡ 500 huyền bắc tệ, nếu không nổ lò thì số lượng thành đan cỡ 3 tới 5 viên. Ai, đan đạo đúng là lời to hiệp hội đan đạo bán một viên hai ngàn, chật chật. Nhưng cũng tốt, ta có thể luyện đan kiếm tiền. Lăng Hàn vui vẻ, rốt cuộc hắn sắp làm lại nghề cũ. chương 3549, đánh cực luyện đan. Thật ra Lăng Hàn rất thích luyện đan, nhưng thế giới này quá xem trọng lực lượng, hắn phải đặt nhiều tinh lực vào việc luyện võ. Nếu không có đủ thực lực thì chưa biết có thể sống tiếp được không, còn mưa tự do luyện đan. Còn cần một bộ trận pháp tên thất tinh trận, thôi đi tiệm kia mua đi. Lăng Hàn hành động ngay, hắn đi tiệm dược liệu mua đầy đủ nguyên vật liệu luyện đan. Lăng Hàn dù gì có 10 vạn dùng rỉnh nên rất sang chảnh một hơi mua 100 phần tài liệu, cần cửa hàng chở trên xe đưa về cho hắn. Nhiệm vụ theo xe giao cho Hoán Tuyết, Lăng Hàn đi tiệm trận pháp hữu gia Lăng Hàn kêu lên, như Tiền Bối, đã biết thân phận của Ngưu Hoa Thanh thì Lăng Hàn phải tỏ ra tôn kính chút. Ngưu Hoa Thanh bất mãn cào nhau, tiểu tử kia dám lộ thân phận của lão, tiểu tử ý chỉ cố thiên hòa, tội nghiệp, người ta dù gì là trưởng một hội, quyền uy không kém hơn thành chủ. Lang Hàn thầm lắc đầu, lão phái ta qua mà không đánh tiếng trước, tất nhiên Cố Thiên Hòa sẽ vô tình lộ bí mật. Chẳng lẽ Cố Thiên Hòa hỏi Lăng Hàn, lão già kia phái ngươi đến làm gì? Cố Thiên Hòa không sợ bị đánh đòn sao? Lăng Hàn cười đánh trống lảng, tiền bối, nơi này có bán thất tinh trận không? Như Hoa Thanh lấy làm lạ hỏi, hả, ngươi muốn thất tinh trận làm chi? Đây là đan sư dùng để luyện đan, nếu ngươi muốn trận pháp thất tinh trận thì lão không thấy kỳ, nhưng người muốn thất tinh trận đã thành phẩm. Lang Hàn nói định luyện đan phụt, Ngưu Hoa Thanh sặc nhìn Lang Hàn một lúc rồi cười phá lên. Ngưu Hoa Thanh thấy buồn cười, đừng nhìn đan sư cũng cần học tập trận pháp. đa số đan sư không cần tự luyện chế trận cơ, chỉ cần có thể dẫn động trận pháp là được. thứ này chỉ yêu cầu tinh thần lực. người nghĩ mình hiểu trận pháp là có thể luyện đan đùa. Lang Hàn cười hỏi có phải tiền bối không tin tại hạ biết luyện đan? Ngưu Hoa Thanh lắc đầu nói không tin, tuyệt đối không tin. Trong một vạn trận pháp sư có lẽ có một người thiên phú dị bẩm kiêm thông luyện đan, nhưng huyền Bắc Quốc mới có bao nhiêu trận pháp sư. Nên chuyện này không thể nào, Lăng Hàn cười xấu xa, có muốn đánh cuộc không, nếu đại hắc cầu có mặt sẽ đoán được ngay Lăng Hàn sắp hố người. Như hoa thanh đảo tròng mắt nói, được thôi, Lăng Hàn giao kèo, nếu ta luyện ra đan thì trận pháp chỗ tiền bối phải mở rộng vì ta, ta muốn học gì cũng được. Đối với Nhiêu Hoa Thanh thì chuyện này không là tổn thất thực tế, với Lăng Hàn là lời to. Nghiêu Hoa Thanh mỉm cười nói, được thôi, nếu người thua thì lão muốn người dồn hết sức vào trận đạo, chờ đi đế đô trong vòng 10 năm thành tựu danh tiếng trận Pháp Sư số 1. Hả, sao nghe như tốt cho Lăng Hàn? Lăng Hàn gật đầu nói, được, quyết định vậy đi, Lăng Hàn không thể nào dồn hết tinh lực vào trận Pháp, nhưng chắc chắn hắn không thua. Nghiêu Hoa Thanh tìm một lúc rồi đưa bộ thất tinh trận cho Lăng Hàn. Đây là trận pháp cơ bản nhưng vĩ đại tam nguyên trận hơn một chút, cần dùng niệm lực dẫn động trong quá trình luyện đan liên quan nhiều đến việc khống chế mức độ năng lượng. Nên không thể để hai người phân công một người luyện đan, một người khống chế trận pháp, trừ phi hai người tâm ý tương thông. Có trường hợp này, đế đô có hai tỷ muội một người là trận pháp sư, một người là đan sư, tâm ý tương thông hợp tác luyện đan, mấy năm trước từng nổi tiếng một thời. Lăng Hàn quen thuộc trận pháp trước, cái này không mất bao lâu, rất hanh hắn đã nắm giữ được, quan trọng là làm sao khống chế dao động năng lượng lúc luyện đan mỗi tiết điểm không thể xảy ra sai lầm nếu không sẽ ảnh hưởng số lượng chất lượng khi thành đan thậm chí bị nổ lô thất bại trong gang tắc chuẩn bị nửa ngày sau lăng hàn bắt đầu luyện đan hắn dẫn động trận pháp rồi quen thuộc bỏ các loại tài liệu vào trận pháp dẫn động thế thiên địa hóa thành bí lực dược liệu ném vào như được bàn tay vô hình nâng lên không bị rớt xuống đất chúng nó lơ lửng trong không trung trời tiểu tử này sẽ không thật sự là thiên tài trận đan đi như hoa thanh nhìn lăng hàn quen thuộc làm việc lão không dám chắc quen thuộc, tự tin như vậy không phải đột nhiên hình thành. Nhưng tiểu tử này rõ ràng chưa đến 20 tuổi, hắn lấy đâu ra nhiều thời gian luyện tập đan đạo. Huống chi tiểu tử này có chút tạo nghệ trong trận pháp. Khoan, hình như tiểu tử này luyện tập trận đạo mới được vài tháng. Nghĩ đến đây khóe môi nghiêu hoa thanh co giật, không lẽ lão gặp yêu nghiệt. Đối với lăng hàn thì loại đan dược như bí lực hoàn rất đơn giản, cách làm hay khống chế năng lượng biến đổi đều không phức tạp, luyện chế xong chỉ mất 2 tiếng. Chuyện nhỏ như con thỏ, hắn là đế vương đan đạo. Dù lần đầu luyện nhưng Lăng Hàn làm rất dễ dàng, sự bình tĩnh đó khiến đan sư lớn tuổi đều sẽ la hét ôm đầu, hô to khó tin. Đương nhiên rồi, gì Lăng Hàn luyện đan trong nguyên thế giới không biết bao nhiêu năm, ai có thể so sánh. Hai tiếng sau Lăng Hàn kết thúc công việc, bốn viên đan dược màu xanh lục xoay tròn trong trận pháp, tỏa mùi đắng. Lăng Hàn vươn tay chộp đan dược, ngừng giận pháp vận chuyển. Trận pháp vận chuyển càng lâu, càng nhiều thì hao mòn trận cơ càng lớn như hoa thanh kinh ngạc hỏi ngươi thật sự thành công tuy lúc nãy nhìn tư thế của lăng hàn là như hoa thanh đoán chắc tiểu tử này sẽ thành công lăng hàn cười đưa ra viên đan dược mời tiền bối xem thử như hoa thanh khẽ thở dài không cần lão phục thật không ngờ trên đời có thiên tài như vậy cùng tinh thông trận đạo và đan đạo như hoa thanh ném chìa khóa cho lăng hàn sau này thích đến đây lúc nào tùy lăng hàn cất chìa khóa đa tạ tiền bối đã luyện rồi thì làm nhiều vài lô đi lăng hàn lại khởi động trận pháp tiếp tục luyện đan lô thứ hai ba bốn lăng hàn một hơi luyện bảy lô mới ngừng hắn đã mệt như luyện đan cần khống chế trận pháp để kiểm soát trận pháp cần dùng niệm lực lăng hàn đã tiêu hao tinh thần lực gần hết cảm giác đầu đau như búa bổ đây là kết quả của việc sử dụng quá độ không được đi về ngủ lăng hàn từ biệt nghiêu hoa thanh về nhàm ình nghiêu hoa thanh thì thào mợ nó tiểu tử này là quái vật sao đừng thấy Ngưu Hoa Thanh là trận pháp sư nhưng cũng hiểu biết sâu sắc về đan đạo. Lão nhớ đan sư bình thường có thể liên tục luyện ra hai, ba lô, nhưng tiểu tử này một hơi luyện 7 lô. Từ tinh thần lực hắn mới chỉ đến sơ cấp, nên tinh thần lực không thể nào quá mạnh. Chỉ có một khả năng, hắn vận dụng niệm lực đến trình độ vô cùng tinh diệu, không lãng phí chút nào. Ui, lão thật sự nhặt được bảo bối. Trường 3550, sát thủ, bị giết. Lăng Hàn về nhà, ăn một viên bí lực hoàn, luyện hóa xong nằm hoạch ra ngủ. Hắn quá mệt mỏi, Hoán Tuyết cũng ăn một viên bí lực hoàn, đang vận công luyện hóa. Hoán Tuyết sớm được dạy cho Huyền Hoàng Quyết, có công pháp thêm vào cộng với tụ linh trận hỗ trợ, nàng tiến bộ mau kinh người, hiện giờ đã là lục mạch. Chủ yếu vì Huyền Hoàng Quyết rèn luyện bí lực không cao, không giống Lăng Hàn rút lực lượng từ trong tụ linh trận rồi luyện hóa, không bằng một phần ba tu luyện bình thường, rất gân gà. Hoán Tuyết tiến bộ nhanh nhưng sức chiến đấu không đủ, chỉ ngang ngửa lục mạch nhưng thế này đã đủ. Thị nữ nhỏ đang tu luyện, vì thời gian lăng hàn trở về rất muộn nên nàng hấp thu hết dược lực của bí lực hoàn thì đã 3 giờ sáng. Hoán tuyết ngáp một cái, đang định nghỉ ngơi chợt phát hiện trận pháp trong viện đã phát động. Hoán tuyết ngây ra, nghiêng đầu nhỏ ngẫm nghĩ sau đó biến sắc mặt. Có người xông vào, nếu không thì tại sao trận pháp khởi động, có ăn trộm, phản ứng đầu tiên của hoán tuyết là đánh thức lăng hàn, nhưng nhớ lúc thiếu ra về vẻ mặt mệt mỏi thì nàng vứt bỏ ý nghĩ này. Hoán Tuyết rút kiếm ra, lẩm bẩm, không thể quấy giày thiếu gia nghỉ ngơi, để Hoán Tuyết canh chừng thiếu gia. Hoán Tuyết lặp đi lặp lại mấy lần tăng niềm tin cho mình, rồi nàng cầm kiếm bước vào sân. Động tác của Hoán Tuyết không cẩn thận nên phát ra chút tiếng động, nhưng nàng không lo bị người trong trận nghe thấy. Vào trận rồi não sẽ bị đánh lừa, nghe, thấy thứ gì không biết rồi như bị quỷ đánh tường lòng vòng bên trong không ra ngoài được. Nhìn từ bên ngoài thì khu vực trận pháp bao phủ rất nhỏ, đi vài bước là ra ngoài. Nhờ Lăng Hàn trợ giúp cộng thêm hoán tuyết đã tu ra tinh thần lực, nên nàng có thể khống chế trận pháp, hiệu quả ảo giác vô hiệu với nàng. Hoán tuyết thấy rõ trong trận có hai người mặc đồ đen, che kín mặt mũi, tay cầm trường kiếm sáng choang. Không phải ăn trộm, hoán tuyết không ngốc, nàng chỉ hơi khờ, nàng hiểu ngay. Ăn trộm không cần cầm vũ khí, chỉ có ăn cướp mới như vậy. Chỗ này là hùng cứ thành, đâu ra ăn cướp, chỉ có một khả năng, bọn họ chuyên đến giết lăng hàn. Muốn giết thiếu gia của nàng. Hoán tuyết dâng lên chiến ý mãnh liệt, vốn còn hơi sợ bây giờ thì bay biến hết, chỉ còn lại tức giận vô biên. Có người dám hại thiếu gia của nàng, chết đi, hoán tuyết đến gần, chém nhát kiếm ra ngoài. Có mê huyến trận che khả năng cảm giác của hai người bịt mặt, bọn họ không hay biết có người đến gần, cũng chém một nhát kiếm. Khỏi phải nói, hai người này là sát thủ được tổ chức địa ngục phái ra. Dù gì là sát thủ, có trực giác bản năng đối với sát ý, khi Hoán Tuyết sắp đâm tới thì một người bịt mặt lập tức phản ứng lại, vội vàng tránh né. Nhưng hơi muộn, mũi kiếm xẹt qua để lại một vết thương hơi sâu bên hông người áo đen. Người đó kêu lên a, à, nhưng đồng bạn bên cạnh gã như không nghe không thấy, rất kỳ dị. Tay Hoán Tuyết hơi run, mặt trắng bệch, đây không phải lần đầu nàng đánh nhau, nhưng lần đầu tiên nàng có ý định giết người. Máu dính trên kiếm tỏa mùi tanh làm Hoán Tuyết buồn nôn, nhưng nghĩ đến lang Hàn Thế là nàng lại kiên định tín niệm. Ai muốn hại thiếu gia của nàng thì phải bước qua xác hoán tuyết trước. Nàng nghĩ vậy, tín niệm kiên định rồi hoán tuyết lại chém kiếm, lần này nàng đổi mục tiêu, tay càng vững hơn. Nhát kiếm đâm ra mau, chính xác, ác đánh thẳng vào lưng người đó. Người đó hoàn toàn không đề phòng, chờ khi trường kiếm đến gần mới giật mình nhận ra, muốn né đã không kịp. Người đó hét to vùng kiếm ra sau lưng, nhưng vì bị trận pháp ảnh hưởng, rõ ràng gã muốn chém kiếm ra sau nhưng kết quả là đâm về bên trái, trùng hợp là đồng bạn của gã đứng ở vị trí này. Đồng bạn lúc trước bị đâm lén đã rất hoảng, nên khi kiếm đâm đến gần gã phản ứng nhanh nhẹn hô kiếm đỡ. Nhưng bị trận pháp ảnh hưởng thần thức, gã cảm giác mình đã đỡ được nhát kiếm, sự thật thì không phải vậy. Phập phập, một sát thủ khác mở to mắt cúi đầu nhìn ngực mình, có một mũi kiếm thỏ ra, một thanh kiếm khác đâm vào ngực. Gã nhận ra thanh kiếm đó là đồng bạn của mình. Đệt, trong óc gã chỉ có một chữ đó rồi nghẹo đầu chết tươi người chết sẽ không bị trận pháp ảnh hưởng gã ngã xuống hướng chỗ đồng bạn vừa lúc té ngay bên chân đối phương sát thủ còn sống sót bị giật nảy mình thấy xác của đồng bạn thì biến sắc mặt đã gặp cao thủ đầu tiên là gã suýt trúng kiếm sau đó đồng bạn âm thầm bị đâm chết hiển nhiên đối thủ cường đại vượt rất xa tư liệu ghi lại bị hố rồi rút gã túm lấy xác của đồng bạn rồi ném một món bí bảo ra đó là một cây thoa màu bạc gã vận chuyển làm cây thoa phát ra ánh sáng màu bạc bao quanh mình sau đó gã vèo một tiếng chui xuống đất. Trong trận pháp không còn người sống thế là ngừng vận chuyển. Chạy rồi, Hoán Tuyết cầm kiếm, có chút bất mãn, không ngờ một tên chạy thoát. Giây sau Hoán Tuyết chợt nhớ mình đã giết người, tay nàng run run. Keng, trường kiếm rơi xuống đất, Hoán Tuyết khom người nôn mửa. Một lúc sau Hoán Tuyết lấy lại tinh thần, ta không hối hận, dù lặp lại lần nữa thì ta chẳng những giết người còn không để tên kia chạy trốn. Mọi thứ của ta là thiếu gia cho, ta phải bảo vệ thiếu gia thị nữ nhỏ vô cùng kiên định nghĩ như vậy một đêm qua đi lang hàn đẩy cửa ra thấy hoán tuyết ôm kiếm ngủ gật trong sân nghe tiếng mở cửa hoán tuyết nhảy cẫng lên vung kiếm sẵn sàng đón địch lang hàn cười hỏi sao vậy hoán tuyết hoán tuyết nghe giọng lang hàn thì thở phào vội kể lại chuyện xảy ra lúc tối lang hàn nhìn chăm chú trong sân a à, sát thủ đến trong trận pháp còn một bãi máu tươi chưa khô lang hàn nghĩ sơ liền biết ngay kẻ sau màn là ai hoặc là nghiêm tuấn hoặc là dương tử thanh, rất có thể hai người cùng làm. Không khó đoán, nhưng Lăng Hàn thấy lạ là hắn và nghiêm tuấn có thù gì mà đối phương cứ nhìn hắn chằm chằm không nhả. Tóm lại đã kết thù, Lăng Hàn hỏi kỹ tình huống hai sát thủ, nhưng thị nữ nhỏ không có kiến thức gì hết, nàng chỉ biết đó là hai sát thủ bịt mặt. Người đó lúc đi đã lấy một cây thoa màu bạc ra. Đó là bí bảo có thể phá trận pháp, Lăng Hàn thì thào, xem ra ta phải bày sát trận. Dương Tử Thanh dùng khuôn mặt không tin được nói. Tuấn thiếu ra, hành động ám sát thất bại. Dương Tử Thanh mới thông qua quang não nhận được tin tức liền báo cho Nghiêm Tuấn biết ngay. Nghiêm Tuấn sửng sốt, đặt ly rượu xuống. Không thể nào, chương 3551, bí lực hoàn phiên bản sửa đổi. Xác suất ám sát thành công của tổ chức địa ngục rất cao, ít khi thất bại, không ngờ bị thua trong tay tên nhà quê. Dương Tử Thanh nói, bên địa ngục bảo chúng ta đưa tư liệu sai, đối phương không phải một người. Có một nữ nhân giỏi trận pháp khí vệ lăng hàn, bọn họ phái ra hai sát thủ bạc kết quả một chết một bị thương, còn lãng phí một món bí bảo mới trốn về được. Dương Tử Thanh tạm dừng một chút rồi mặt như đưa đám nói. Địa ngục bắt chúng ta bồi thường, nghiêm tuấn cười nói, chúng ta, liên quan gì ta, cái gì, Dương Tử Thanh suýt nhảy cẫng lên, sao người có thể như vậy, là người đòi giết người, giờ có sai sót thì đổ hết lên đầu của ta. Không chơi kiểu đó, nhưng ngẫm lại thân phận của nghiêm tuấn thế là Dương Tử Thanh dáng dằn cơn tức. Tuấn thiếu gia đừng đùa, vì hoàn thành nhiệm vụ của thiếu gia mà ta đã mất hết tài sản. Nghiêm Tuấn cười nhạt không thèm trả lời, gã lẩm bẩm. Trong tổ chức địa ngục phải đến đẳng cấp đỉnh cao mới được phong hiệu, gồm có kim cương, hoàng kim, bạc. Sáu thủ bạc không thua kim cương, hoàng kim, nó đại biểu xác suất sát thủ trong thông mạch cảnh cao nhất. Sát thủ hoàng kim thì mạnh nhất hoán huyết cảnh, nghĩa là trong thông mạch cảnh không ai có thể giết được tiểu tử đó. Nghiêm Tuấn trầm ngâm, Vậy tức là phải giết Lăng Hàn như giết Hoán Huyết Cảnh. Nhưng làm vậy thì giá ám sát sẽ nhân gấp mấy lần. Nghiêm Tuấn mặc dù là thiên tài trận đạo nhưng mới 20 tuổi, gã không có nhiều tích góp. Hơn nữa luyện tập trận pháp không cần tiền sao? Đó cũng là món tiền lớn, Nghiêm Tuấn tích góp không đủ làm tổ chức địa ngục phái sát thủ đẳng cấp Hoán Huyết Cảnh. Cứ bỏ qua vậy sao? Không được, tưởng tượng Liên Tuyết Dung và Lăng Hàn bên nhau là lòng Nghiêm Tuấn rực cháy lửa giận. Không được, gã không nhịn nổi. Lăng Hàn trả phép là sẽ vào ở trong doanh đại huyền thanh kỳ, thế thì làm sao có cơ hội giết hắn. Một khi Lăng Hàn vào doanh đại thì đôi gian phu dâm phụ đó sẽ sống cùng nhau. Nghiêm Tuấn mở miệng nói, Lăng Hàn phải chết, Dương Tử Thanh muốn kể lể tình huống khách quan là gã không có tiền. Nhưng mà, Nghiêm Tuấn nhìn Dương Tử Thanh chầm chầm, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, mượn, trộm, tóm lại phải khiến tẻo trước địa ngục lại ra tay. Ta sẽ đi xoay tiền, sau khi xong việc này ta sẽ trợ giúp ngươi leo lên vị trí gia chủ. Ngươi xem rồi làm đi. Dương Tử Thanh cắn răng, vỗ tay cái bốp. Ta hiểu rồi Tuấn Thiếu Gia. Vì địa vị gia chủ, gã liều mạng. Giờ Lăng Hàn rất bận rộn, trừ mỗi ngày sáng sớm tu luyện công pháp hầu ca trong nửa tiếng, hắn còn phải luyện tập tinh thần lực, nghiên cứu trận văn, luyện đan, bận muốn chết. Nhưng ăn từng viên bí lực hoàn, tu vi của hắn tiến bộ siêu tốc. Bình thường mỗi ngày chỉ có thể dùng một viên bí lực hoàn, ăn nhiều không có lợi gì, vì là thuốc có ba phần độc, cặn thuốc động lại bế tắc kinh mạch, Do đó ảnh hưởng tu luyện bình thường cũng sẽ ảnh hưởng thực lực. Bí lực tích trữ trong kinh mạch, nếu kinh mạch bị chặn thì làm sao vận chuyển lực lượng. Lăng Hàn chỉ ăn một viên bí lực hoàn, với lĩnh ngộ vô thượng về đan đạo của hắn rất nhanh cải tiến đan phương, giảm bớt cặn thuốc. Bảo là hoàn toàn không động lại cạn thuốc là chuyện không thể nào, trừ phi đổi nguyên đan phương, vậy thì lượng công việc sẽ khác. Lăng Hàn chỉ mất 3 ngày đã cải tiến xong đan phương, hắn luyện chế ra một lò bí lực hoàn mới, giảm bớt cặn thuốc một nửa. Nghĩa là một ngày Lăng Hàn có thể ăn hai viên bí lực hoàn, thuốc càng tinh thuần hơn. Lăng Hàn lẩm bẩm, có thể lấy ra bán đi một ít, tiền sinh tiền mới hình thành tuần hoàn tốt. Bán loại cũ hay loại đã cải tiến, thôi bán loại mới đi, giá thành bí lực hoàn loại mới thấp hơn chút, vì Lăng Hàn trừ một loại dược liệu ra giảm bớt ba dược liệu phụ khác, hiệu quả không giảm mà còn tăng lên. Đây chính là thực lực của đế vương đan đạo, Lăng Hàn mang 10 viên bí lực hoàn loại mới đi tiệm đan dược lớn nhất trong thành. Có nhân viên cửa hàng tiến lên chào hỏi, "Khách quan muốn mua thuốc gì?" Lăng Hàn lắc đầu nói, "Ta không phải mua mà muốn bán thuốc." "Bán thuốc?" Nhân viên cửa hàng lấy làm lạ, trong tiệm cần nhập hàng nhưng chưa từng thấy ai chủ động đến tiệm chào hàng. "Tại sao? Đơn giản vì đan sư cực kỳ kiêu ngạo, lo gì không bán được thuốc mà phải tự mình tìm đến cửa?" Lăng Hàn lấy một cái bình ra, "Ừ, bán thuốc, đây là bí lực hoàn, đã được cải tiến, cặn thuốc giảm bớt một nửa." hiệu quả không bị giảm ngược lại tăng lên khoảng 10%. Nhân viên cửa hàng giật mình kêu lên, cái gì, nhân viên cửa hàng biết bí lực hoàn là cái gì, trên thế giới này số lượng võ giả tầng dưới chót là nhiều nhất, nên nhân viên cửa hàng bán đan dược nhiều nhất là bí lực hoàn. Nhiều đan sư từng muốn cải tiến đan phương này, muốn giảm cạn thuốc nhưng tại sao mãi không có bí lực hoàn phiên bản mới? Vì không ai làm được, giờ một người trẻ tuổi chạy đến nói có bí lực hoàn phiên bản cải tiến, tin được không? Lừa đảo Nhân viên cửa hàng không dám khẳng định, ngẫm nghĩ nói. Người chờ chút, ta đi hỏi ý lão bản của chúng ta. Lăng Hàn cười đưa cái bình, mang theo thuốc, trong bình chỉ có một viên, đã muốn bán thuốc thì Lăng Hàn không ngại đưa tặng một viên để người ta ăn thử. Nhân viên cửa hàng nhận cái bình, xoay người đi. Được, nhân viên cửa hàng lên lầu 2. Một người trẻ tuổi vào cửa, thấy Lăng Hàn đứng tại chỗ thì tức giận quát. Ủa, cái người này sao không có mắt, không thấy bản thiếu ra sao? Lăng Hàn hoang mang, hắn đứng đây cản trở ai. Lăng Hàn biết mình giỏi về kéo thù hận nhưng không ngờ chỉ đứng một chỗ cũng chọc người ta gai mắt. Thôi kệ nó đi, người trẻ tuổi không chịu thổi, hùng hổ đi thẳng tới. a à, thằng khốn, không muốn làm ở đây nữa sao? Lăng Hàn đã hiểu, tên này tưởng hắn là nhân viên cửa hàng, hắn không nghênh đón khiến đối phương tức giận. Có cần như vậy không? Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Xéo, người ta không khách sáo thì Lăng Hàn chẳng cần thân thiện lại. Người trẻ tuổi chỉ vào mặt Lăng Hàn hay cho tiểu tử nhà ngươi, hôm nay ta không hành chết ngươi thì không tên Phan Hổ. Một nhân viên cửa hàng khác chạy đến, Hổ thiếu ra xin bất giận, bất giận, hắn không phải nhân viên cửa hàng mà là khách, là khách. Phan Hổ hừ mũi, khách thì sao, hắn có thể nói bản thiếu gia xéo đi. Nhân viên cửa hàng sốt ruột đổ mồ hôi, cái đó, chương 3552, trước từ chối sau quỳ. Làm ăn luôn muốn thân thiện là trên hết, nếu đồn ra tiếng xấu từ tâm dược đường khi dễ khách thì sau này bọn họ làm ăn thế nào. Nhưng Phan Hổ là cháu trai của lão bản nương, nhân viên cửa hàng không dám đắc tội. Phan Hổ lạnh lùng liếc lăng hàn, còn đứng đó làm gì, mau đuổi người ra ngoài, có bản thiếu ra ở đây, người đừng hòng mua gì hết. Nhân viên cửa hàng tràn đầy khó xử nhìn lăng hàn, cái đó, vị khách nhân này, nhân viên cửa hàng không đuổi người thì chút nữa gã sẽ bị đuổi việc. Lăng hàn gật đầu chậm rãi đi ra cửa, được rồi, nhưng ngươi đừng hối hận. Phan Hổ hung tợn nói với bóng lưng Lăng Hàn, coi như ngươi biết khôn, không thì bản thiếu ra cho ngươi biết tay. Còn dám uy hiếp gã, hư, không biết điều. Cộp cộp cộp, có người từ tầng 2 xuống. Phan Hổ quay đầu nhìn, đổi vẻ mặt kiêu căng, gã nghênh đón. Dượng, hai người đi xuống lầu, người đi trước là một nam nhân trung niên gần 50 tuổi. Tuổi thọ của người thường khoảng 150, nên dưới 70 tuổi còn gọi là trung niên. Đây là lão bản của từ tâm dược đường, Tên Mạc Quốc Hào, nhân vật có máu mặt trong Hùng Cứ Thành. Người thứ hai là nhân viên cửa hàng lúc trước chạy lên lầu, gã đi theo sau lưng Mạc Quốc Hào. Phan Hổ có thể uy phong bá khí là vì Mạc Quốc Hào, nên ở trước mặt nam nhân trung niên thì gã từ cọp thành mèo, vẫy đuôi nịnh nọt. Mạc Quốc Hào nhẹ gật đầu, gã luôn không thích cháu trai này nhưng ai kêu đây là nhi tử của em gái vợ, nể thê tử nên gã khoan dung chút. Mạc Quốc Hào nhướng mày hỏi, vị khách kia đâu? Khách nào? Tim Phan Hổ rất cái bịch không lẽ mà quốc hào đặc biệt xuống lầu là vì tiểu tử mới bỏ đi? Không không không, sao có thể, dương của gã chẳng những là lão bản từ tâm dược đường là một vị đan sư trung cấp, làm sao hạ thấp thân phận đi gặp một tiểu nhân vật? Là gã nghĩ nhiều rồi, chắc chắn, mà quốc hào nhìn một nhân viên khác, những mày toát ra áp lực khiến người nghẹt thở. Ta đang hỏi chuyện ngươi, nhân viên dùng mình vội hỏi, lão bản nói vị khách kia là một đúng vậy, mặc áo xanh, bề ngoài gần 20 tuổi, Mạc Quốc Hào quay đầu nhìn nhân viên mới nãy lên lầu Nhân viên gật đầu nói Đúng là hắn, óc Phan Hổ ù đặc Chuyện gì vậy Mạc Quốc Hào thật sự muốn gặp tiểu tử kia Lòng Phan Hổ dâng lên cảm giác bất an Mạc Quốc Hào hỏi lại Người đâu Mạc Quốc Hào rất kích động Thật sự có người cải tiến phương thuốc bí lực hoàn Đến bây giờ gã còn cảm thấy ra đầu tê dại Nhân viên nói Hắn, đã đi Mạc Quốc Hào lộ vẻ mặt uy nghiêm Tại sao đi Đối phương đến bán đan dược còn đưa một viên đan dược biểu hiện thành ý rất chân thành. Nếu không xảy ra chuyện gì lớn thì đối phương sẽ đột nhiên rời đi gấp gáp vậy sao? Phan Hổ cướp lời, Dương, người đó quá kiêu ngạo, mới vào đã chọn này bỏ kia, ta lý luận với hắn một phen mà hắn không phục, muốn đánh người nên ta đuổi ra. Phan Hổ biết chuyện này giấu không được nên dành nói ra trước, bẻ cong sự thật. Mạc Quốc Hào nét mặt xa sầm, hừ, Mạc Quốc Hào quá dành cháu trai của mình, nói năng bậy bạ không thể tin. Người ta đến bán thuốc, còn là bí lực hoàn phiên bản cải tiến, không khoa trương khi nói Lăng Hàn mà tuyên bố tin tức thì tiệm thuốc Nguyên Hùng Cứ Thành rất vui vẻ hợp tác với hắn. Chọn này bỏ kia, bậy bạ, mà quốc hào cố nén tức giận nói, người đi mời người đó về cho ta, bình thường gã mặc kệ phan hổ càn quấy, nhưng hôm nay không được, phải chừng trị một phen. Nếu không mời người quay về được thì ngươi đừng bước vào nơi này hay mặc ra một bước. a à, Phan Hổ sụ mặt, mới rồi gã đối xử với Lăng Hàn thế nào? Bây giờ mời người ta quay về, có thể tưởng tượng lăng hàn sẽ đối xử với gã ra sao phan hổ quen thói kiêu căng bắt gã nhỏ nhẹ cầu người thì sao chịu được nhưng nếu gã không mời lăng hàn trở về mà quốc hào tỏ rõ không nhận cháu trai mất đi tấm biển mạc ra thì gã là cái đinh gì phan hổ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có nước cúi đầu nếu gã cứng cổ thì sau này hết đường chơi phan hổ nói xong chạy vội ra cửa dượng yên tâm ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ phan hổ chạy một lúc sau rất nhanh thấy lăng hàn Phan Hổ bắt kịp, "Ngươi, đi theo ta về, Dượng của ta muốn gặp ngươi." Phan Hổ vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng lấy đó hù Lăng Hàn. Lăng Hàn dừng bước lại, "Ngươi nói gặp liền gặp?" Phan Hổ la lên, "Dượng của ta đồng ý gặp ngươi là phúc của ngươi, có biết Dượng của ta là ai không? Mạc Quốc Hào Mạc Đại Đan sư, người xin Dượng luyện đan xếp hàng dài, người còn không biết đủ." Lăng Hàn phẩy tay, "Biến đi, chó ngoan không cản đường." Lăn sang bên. Phan Hổ lạnh lùng nói, "Tiểu tử người đừng đạp cái mũi lên mặt, Lăng Hàn cười nhạt, với ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thấu Phan Hổ ngoài mạnh trong yếu. Mà dù Phan Hổ giữ thái độ cứng rắn cũng không sao, Lăng Hàn sẽ đánh đối phương thành mèo bệnh. Tay cầm bí lực hoàn phiên bản cải tiến sợ gì không có tiệm thuốc nhận. Lăng Hàn xảy bước đi nhanh, hoàn toàn phất lờ Phan Hổ. Phan Hổ cắn răng vội đuổi theo, rốt cuộc ngươi muốn sao mới chịu theo ta đi, vẫn giữ thái độ đó. Lăng Hàn cười nhạt đi tiếp, Phan Hổ đổ mồ hôi như tắm, nếu hôm nay không thể mời lăng hàn trở về thì gã sẽ bị mạc quốc hào đuổi ra khỏi nhà mất tấm biển mạc ra thì gã khác gì du côn đường phố tưởng tượng mình trở thành người bình thường khinh thường nhất phan hổ bất chấp tất cả vào tới trước mặt lăng hàn quỳ xuống xin ngươi hãy quay về với ta lăng hàn bình tĩnh nhìn phan hổ không nói hắn từng là trí tôn giờ bắt đầu lại đan đạo hắn vẫn sẽ trở thành nhân vật phong vân cần gì quan tâm một tiểu nhân vật quỳ lạy không dễ vậy hắn tiếp tục đi Phan hổ ở phía sau liên tục dập đầu, ra, ta sai rồi, ta sai rồi, lang hàn ngừng bước nhưng không quay đầu. Phan hổ thấy có cơ may thì tiếp tục lại, không dám ngừng. Ban đầu mặt phan hổ nóng ran, quỳ người ta ngay giữa đường thật mất mặt. Nhưng phan hổ không phải đại nhân vật gì, có mấy người biết mặt hắn. Mọi người vây xem náo nhiệt nhưng qua mấy ngày rồi sẽ quên. Đối với người như phan hổ sĩ diện rất quan trọng, nhưng so với ích lợi thực tế thì nhỏ bé không đáng kể. Phan Hổ dập đầu rách da chán, máu chảy đầm đài nhỏ giọt xuống đất, trông khá thảm. "Xin hãy tha thứ cho ta, ta sai rồi, ta thật sự mắt sai." Chương 3553, bản ổn thỏa. Lăng Hàn quay đầu lạnh lùng hỏi, "Ngươi sai chỗ nào?" Phan Hổ tự xét lại, nói mình là kẻ vô sỉ nhất thế giới, đạo đức nát bét. "Ta không nên có mắt không tròng, ta không nên kiêu căng ngang ngược, ta không nên mắt chó khinh người." Lăng Hàn chỉ muốn khiển trách Phan Hổ một chút hắn vẫn muốn làm ăn với từ tâm dược đường vì tiệm thuốc này lớn nhất hùng cứ thành nguồn tiêu thụ tốt nhất nên thấy phan hổ nước mắt nước mũi tèm lem lăng hàn biết nên có chừng mực lăng hàn nói được rồi đứng lên đi phan hổ cẩn thận bò dậy đa tạ đa tạ ra loại người như phan hổ giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu khi đã bị lấn át thì hèn như con chó phan hổ chạy chậm lại gần ra dượng của ta muốn gặp ra lăng hàn nói công việc quan trọng hơn dẫn đường phan hổ đi nhanh đằng trước vâng rất nhanh hai người trở lại từ tâm dược đường mới vào cửa mạc quốc hào liền ra đón vươn hai tay hướng lăng hàn biểu hiện rất nhiệt tình ta tên mạc quốc hào mới rồi chiêu đãi chậm trễ ta sẽ trừng phạt tiểu tử này lăng hàn bắt tay đối phương lăng hàn nguyên thế giới phổ biến lễ chắp tay nơi này thì thích dùng bắt tay lăng hàn cười nói lăng hàn làm người ai không phạm lỗi sửa là tốt rồi đang nói đỡ cho mình sao phan hổ kích động muốn khóc Lăng Hàn nói đỡ cho gã sau khi gã đối xử như thế với hắn. Mạc Quốc Hào cười to bảo, "Lăng tiểu hữu thật là lòng dạ rộng lớn, nào, mời lên lầu." "Mời." Hai người lên lầu, nhân viên không dám theo cùng. Phan Hổ ngẫm nghĩ, mặt dạn mày dày lên theo. Mạc Quốc Hào liếc Phan Hổ một cái, không đuổi gã đi, làm gã nhẹ nhõm. Mạc Quốc Hào mời Lăng Hàn ngồi xuống, sai khiến Phan Hổ, "Đi rót hai tách trà lại đây." Phan Hổ lật đật đi ngay. "Vâng vâng." Mạc Quốc Hào hỏi, Tiểu Hữu còn bao nhiêu đan dược giống như vậy? Mạc Quốc Hào chỉ cái bình đặt trên bàn mà lúc trước hắn đưa cho nhân viên mang lên. Mạc Quốc Hào đã móc một chút nếm thử, với thực lực trung cấp đan sư đương nhiên gã kết luận được ngay bí lực kiểu mới này còn có chỗ cải tiến. Bởi vậy Mạc Quốc Hào siêu kích động lao xuống, lang Hàn mỉm cười nói, mỗi ngày cung ứng 10 viên không thành vấn đề. 10 viên? Mạc Quốc Hào giật nảy mình, không phải kinh ngạc vì con số nhiều mà mỗi ngày có thể cung cấp 10 viên, tốc độ ổn định. Mạc Quốc Hào hỏi không lẽ đây là tiểu hữu luyện chế? Nếu không như vậy thì sao Lăng Hàn dám bảo đảm? Lăng Hàn mỉm cười nói, đúng vậy, trận pháp sư, đan sư đều là tượng trưng cho thân phận, cũng là danh từ an toàn. Hắn mới đến chỗ này, cần có bảo đảm nhất định. Mà quốc hào hút ngụm khí lạnh, đan sư trẻ tuổi như vậy, muốn trở thành đan sư sơ cấp thì phải biết luyện 10 loại đan dược sơ cấp, trong đó ít nhất có một loại cần dùng tinh thần lực dẫn động trận pháp. Trong quá trình luyện chế cần dùng niệm lực khống chế dòng năng lượng trong trận pháp. Nên ở bước khởi đầu yêu cầu tinh thần lực rất cao, cần phải đến sơ cấp. Nhưng sau đó đàn đạo không yêu cầu tinh thần lực quá cao, chỉ cần cực kỳ tinh tế tỉ mỉ là có hướng phát triển khác. Nhưng muốn đến tinh thần lực sơ cấp dù là thiên tài cũng cần 24, 5 tuổi mới được, người bình thường thì phải qua 30 tuổi. Nếu luyện chế bí lực hoàn thì cần tinh thần lực sơ cấp, tức là người trẻ tuổi trước mặt gã có điều kiện như vậy. Quá kinh người, mà quốc hào cảm thán rằng, tiểu hữu thật khiến người giật mình. Mạc quốc hào 24 tuổi thu thành niệm lực sơ cấp đã được gọi là siêu thiên tài, nhưng so với Lăng Hàn thì... Ha ha, Lăng Hàn cười cười, hắn luôn khiêm tốn, không kiêu ngạo. Mắt mạc quốc hào sáng rực hỏi, không biết tiểu hữu có đồng ý bán phương thuốc bí lực hoàn đã cải tiến không? Tuy bí lực hoàn chỉ thích hợp cho thông mạch cảnh, là tầng chót trong võ đạo, nhưng vì là dưới chót nhất nên có thị trường lớn nhất. Nếu mạc quốc hào nắm giữ phối phương, hết sức mở rộng bí lực hoàn loại mới thì chẳng những được tài phú lớn còn cho gã để lại tên trong sách sử thực lực quân đội quốc gia sẽ tăng lên mảng lớn vì số lượng chiến sĩ tầng chót là nhiều nhất lăng hàn lắc đầu nói không hứng thú mà quốc hào thất vọng nhưng không ngoài ý muốn gã suy nghĩ đến điều này chẳng lẽ lăng hàn không biết sao người làm được việc tất cả đan sư không thể làm sẽ là kẻ ngốc sao thật ra mà quốc hào hiểu sai lăng hàn không thèm để phương thuốc sơ cấp này vào mắt nhưng hiện hắn còn cần nhờ vào bí lực hoàn bản cải tiến kiếm tiền, làm bên cung ứng duy nhất mới tăng giá tiền được. Chờ Lăng Hàn học được nhiều phương thuốc hơn, ví dụ loại thuốc tăng cao tu vi hoán huyết cảnh, sau đó cải tiến nó thì không cần ỉ vào bí lực hoàn kiếm tiền, lúc đó có thể bán đan pứ ông. Mạc Quốc Hào lùi một bước, mỗi ngày 10 viên, có bí lực hoàn bản cải tiến thì địa vị đứng đầu của từ tâm dược đường không gì phá nổi. Như Tây Văn Dược Đường, Đại Khang Dược Đường không kém gì từ tâm dược đường, tùy thời sẽ bắt kịp và vượt qua lăng hàn gật đầu nói ừm um, ta cho ngươi một địa chỉ hoàng hôn mỗi ngày phái người đến lấy mạc quốc hào gật đầu nói được lăng hàn lấy một cái bình khác to hơn bên trong đựng chín viên bí lực hoàn hắn đặt bình lên bàn lăng hàn hỏi một câu trung tâm của vấn đề tính tiền thế nào mạc quốc hào nhìn lăng hàn bí lực hoàn bình thường bán một viên hai bản cải tiến tăng hiệu quả gấp đôi ý nghĩa của nó không đơn giản là cấp số nhân nên ta quyết định giá năm lăng hàn gật đầu hỏi chia thế nào? Mạc Quốc Hào đáp, ngươi lấy bốn ngàn, tỷ lệ chia chắc thật rộng rãi. Mạc Quốc Hào là một đan sư nhưng cũng là thương nhân, về buôn bán đương nhiên hy vọng kiếm nhiều tiền. Nhưng Mạc Quốc Hào càng biết lang Hàn đưa bí lực hoàn bản cải tiến đi tiệm thuốc khác sẽ khiến lưu lượng khách hàng tăng vọt. Người mua thuốc luôn cố định, tiệm khác đông khách thì từ tâm dược đường sẽ ít khách, nên phải suy xét kỹ. Cộng thêm từ tâm dược đường và đan sư khác phân phối tỷ lệ bán bí lực hoàn tuy là 31, nhưng bí lực hoàn bình thường một viên chỉ bán 2 ngàn, nghĩa là mỗi viên từ tâm dược đường được 500 huyền bách tệ. Tính ra thì đừng nhìn tỷ lệ chia từ tâm dược đường chịu thiệt nhưng thật ra kiếm lời nhiều, còn tăng cao lưu lượng khách kéo theo mạch tiêu thụ đan dược khác thì lời biết bao nhiêu. Bởi vậy mà Quốc Hào không ngốc chút nào. Chương 3554 tham mạch đan. Lăng Hàn cười, đối với hắn thì sát suất thành đan là trăm 100%, mỗi lô bình quân 4 viên, giá thành 500 bằng kiếm được một vạn 600, lời to. Lăng Hàn gật đầu nói: được, thấy Lăng Hàn đồng ý mà quốc hào càng nhiệt tình, vì hắn nhảy lên thành đồng bạn thương nghiệp vô cùng quan trọng của gã. Nhìn Mạc quốc hào xem trọng Lăng Hàn, Phan Hổ thầm may mắn, nếu gã không lôi kéo hắn về được thì không biết sẽ bị Mạc Quốc Hào chửi cỡ nào. Lăng Hàn hỏi, Mạc Lão Bản, nơi này có bán đan phương gì không? Không thể cứ tìm đan phương trên website, vì đan phương có chút cấp bậc sẽ không bán trên đó. Mạc Quốc Hào kinh ngạc hỏi, người còn dư sức nghiên cứu đan phương khác. Mạc quốc hào cho rằng mỗi ngày lăng hàn cung cấp 10 viên đan dược thì ít nhất phải có 3 lô thành đan. Nhưng có đan sư sơ cấp nào có thể bảo đảm xác suất thành đan trăm phần trăm? Nếu làm được thì đan sư đó lời to, bình thường thành đan xác suất 30% đã rất giỏi. Nên một ngày lăng hàn phải luyện cỡ 10 lô đan dược, hầu như không có thời gian ngủ lấy đâu ra rảnh rỗi nghiên cứu đan phương mới. Nhưng Lăng Hàn đã hỏi thì Mạc Quốc Hào lấy quang não đến, nói. Đây là đan phương ta tìm được, tiểu hữu muốn cái nào ta tặng cho. Đan phương giống như võ kỹ đều vô cùng quý giá, mà quốc hào nói câu này là cho Lăng Hàn nhân tình rất lớn. Lăng Hàn gật đầu nói, đa tạ mạc lão bản, Lăng Hàn đọc lướt qua, mạc quốc hào kiếm đan phương khoảng hơn trăm cái, chia ra sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp thì giá trị thực dụng nhất là tham mạch đan và bí lực hoàn, Lăng Hàn chỉ có phối phương của bí lực hoàn, không có tham mạch đan. Lăng Hàn nói, ta học tham mạch đan trước đi, mạc quốc hào ngạc nhiên, nghe giọng điệu của Lăng Hàn thì hình như hắn không chỉ học tham mạch đan, sau này còn muốn học đan phương khác. Ngươi thật sự có nhiều thời gian như vậy, mà quốc hào nói, trên quang não có đan phương cụ thể, ngươi mở ra xem liền biết. Mà quốc hào thầm nghĩ Lăng Hàn trẻ tuổi bồng bột nên thứ gì cũng muốn học, cảm giác mình rất cao. Chờ đụng nhiều vách tường rồi tâm tính sẽ điều chỉnh lại. Lăng Hàn đọc kỹ, rất nhanh nhớ tài liệu, cách luyện chế tham mạch đan, diễn luyện một lần trong óc cách luyện đan ở thế giới này và nguyên thế giới chỉ khác ở chỗ một bên dùng lửa một bên đổi thành trận pháp dẫn động năng lượng vứt bỏ điểm này thì độ khó tham mạch đan hay bí lực hoàn chỉ như con nít lăng hàn dám bảo đảm dù bây giờ hắn mới bắt đầu luyện đan nhưng có thể dễ dàng luyện ra tham mạch đan bảo đảm thành công trong một lần đế vương đan đạo tự tin như vậy đấy lăng hàn từ biệt vậy ta xin đi trước lăng hàn đã hoàn toàn nắm giữ tham mạch đan vấn đề tiếp theo là hắn có thể cải tiến đan phương tăng xác suất thăm dò mạch không Tam Tiến Thiên Tôn cùng Lăng Hàn xuống lầu, ta tiến người xuống, Mạc Quốc Hào sai người thu ngân đưa bốn vạn huyền bắc tệ cho Lăng Hàn, số tiền này thanh toán mười viên bí lực hoàn phiên bản cải tiến. Lăng Hàn không khách sáo, dù gì Mạc Quốc Hào sẽ không bị lỗ, chỉ khác ở chỗ lời nhiều hay ít. Phan Hổ lên tiếng, dược, để ta đưa Hàn thiếu ra về. Mạc Quốc Hào ngạc nhiên, từ khi nào cháu trai hiểu chuyện vậy? Mạc Quốc Hào hy vọng làm tốt quan hệ với Lăng Hàn, nhưng tuổi của gã cao hơn mảng lớn. Hai người khó có đề tài chung, không tiện bằng Phan Hổ. Có điều Mạc Quốc Hào lo Phan Hổ làm hỏng chuyện, việc tốt thành xấu. Mạc Quốc Hào cảnh cáo, ngươi phải cẩn thận chút. Phan Hổ nói, ta hiểu, dưỡng xem trọng Lăng Hàn như vậy đương nhiên Phan Hổ xem hắn như dưỡng của mình. Không không không, Phan Hổ càng cung kính hơn, vì làm vậy tương đương với nịnh cả hai. Mạc Quốc Hào cười nói, Lăng tiểu hữu, để Hồ Tử tiễn người đi, hai người cùng là thanh niên chắc sẽ có đề tài chung. Lăng Hàn thầm nghĩ hắn sống trong nguyên thế giới không biết bao nhiêu năm, là lão quái vật, nơi này có ai chung đề tài với hắn được. Nhưng Lăng Hàn không so đo, hắn gật đầu. Phan Hổ Cung Kính nói, mời Hàn thiếu ra, thái độ Phan Hổ Cung Kính làm nhân viên trong tiệm đều khó tin, từ khi nào công tử bột ăn chơi biến thành người khác. Hai người đi ra cửa, dọc đường Phan Hổ kể chút chuyện buồn cười cho Lăng Hàn nghe. Phan Hổ lông bông, chuyện buồn cười toàn dính dáng đến nữ nhân, rất nhanh Lăng Hàn lộ vẻ không kiên nhẫn. Phan Hổ rất giỏi về quan sát, gã ngậm miệng không nói nữa, thầm nghĩ chẳng lẽ Hàn Thiếu Gia không thích nữ. Ui, không thích nữ nhân tức là mê nam nhân, gã có nên vì nịnh lăng Hàn mà bán hoa cúc của mình không? Thôi đi, hy sinh quá lớn, ít ra hiện tại chưa cần thiết. Hai người kêu xe về nhà lăng Hàn, đương nhiên hắn không cần trả tiền, Phan Hổ đã dành trả trước. Phan Hổ muốn vào nhà tiếp tục làm thân nhưng bị Lăng Hàn từ chối khéo ngoài cửa. Phan Hổ không quá thất vọng, dù sao vừa mới đắc tội Lăng Hàn, có thể tiếp xúc đến mức này đã không dễ dàng, sao có thể trông chờ một chốc thành cánh tay phải của hắn. Phan Hổ quyết tâm bắt đầu từ ngày mai gã sẽ đến lấy thuốc, vậy là mỗi ngày có thể giao lưu với Lăng Hàn. Chật, gã thật thông minh, Phan Hổ đứng bên ngoài nhà Lăng Hàn một lúc mới kêu xe về. Lăng Hàn vừa về nhà liền mở lò luyện chế tham mạch đan, hắn rất có hứng thú với luyện đan. Hai tiếng sau Lăng Hàn thành công luyện chế ra một lô tham mạch đan. Thần thạch thêm vào chỉ số may mắn của hắn, cộng với thiên phú đan đạo, nên thành công trong một lần không có gì lạ. Lăng Hàn nếm một viên, nghiệm kỹ, một lúc sau hắn mỉm cười lầm bẩm Ta có thể tăng hiệu quả lên 20%, khó tin thật, tham mạch đan truyền từ văn minh thượng cổ, không nói đến người xưa, nó được lan truyền đến nay cũng cỡ 100 năm rồi nhưng không ai có thể thay đổi chút nào. Nhưng Lăng Hàn chỉ luyện một lần, nếm một chút là đã có phương hướng. Chuyện này kinh khủng biết bao, Lăng Hàn nhíu mày nói sao ta cảm thấy hình như là đan dược tầng chót nhất nên mới dễ dàng cải tiến không nói người ở thời đại này vì mới bước vào võ đạo có trăm năm chỉ vừa khởi đầu nhưng văn minh đời trước sáng tạo ra nhiều đan phương trận pháp võ đạo huy hoàng chứng minh nó đã là hệ thống chính chắn trong môi trường đã thành hình chẳng lẽ không ai nghĩ đến cải tiến đan phương sao việc rất đơn giản lăng hàn dễ dàng nếm ra trong đan dược có chút gì không đúng hoặc quá liều hoặc hơi yếu cần thêm hoặc giảm chút ít dược liệu đối ứng Tại sao người xưa không phát hiện ra? Chương 3555, mà Quốc Hào kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ ngưng tụ tinh hoa thần thạch khiến năng lực đan đạo của Lăng Hàn cao chót vót? Lăng Hàn đoán thứ này không có giá trị trong văn minh đời trước nên không có đan sư hơi thông minh chút nghiên cứu tăng cao hiệu quả đan dược. Là giả thiết nào đây? Có lẽ là cả hai, một mặt vì năng lực đan đạo của Lăng Hàn quá mạnh, một mặt có lẽ trong văn minh đời trước tham mạch đan không đáng gì nên không ai bỏ công cải tiến nó. Kệ đi, giờ ta lo kiếm tiền tham mạch đan phiên bản cải tiến chắc sẽ mang lại nhiều thu nhập hơn bí lực hoàn chỉ có thể tăng tốc độ tu hành chỉ khác nhau ở độ nhanh hoặc chậm tham mạch đan tăng cao hiệu quả có thể khiến người dừng bước ở thập mạch đạt đến thập nhất mạch thất mạch lên bát mạch ý nghĩa hoàn toàn khác mỗi ngày lăng hàn luyện ba lô bí lực hoàn trong thời gian tu luyện còn lại hắn tập trung vào việc cải tiến tham mạch đan có phương hướng là một chuyện cụ thể cải tiến thế nào là công việc cần tỉ mỉ không thể thành công trong một lần nhưng chỉ 4 ngày lăng hàn đã hoàn thành, hiệu quả tăng lên 20%, tham mạch đan vốn cho võ giả có 10% xác suất cảm ứng kinh mạch mới, giờ lên 20%. Đừng nhìn chỉ tăng thêm 10% xác suất, không chừng khiến một nửa người có cơ hội vào cảnh giới cao hơn, điều này có ý nghĩa khác hẳn. Buổi tối Phan Hổ tìm đến, Lăng Hàn giao hai bình đan dược cho gã. Phan Hổ tò mò hỏi, Ủa, Hàn thiếu ra, bình này là gì? Lăng Hàn nói, ngươi giao cho mạc lão bản là được, Phan Hổ gật đầu, hiểu, Phan Hổ tạm dừng rồi hỏi tiếp, Hàn Thiếu Gia có gì căn dặn không? Mấy ngày nay Phan Hổ xem mình như nô tài, hết sức thấp hèn. Lăng Hàn xua tay, đi đi, hơn một tiếng sau Mạc Quốc Hào với Phan Hổ đi cùng tìm đến nhà Lăng Hàn. Lăng Hàn biết tham mạch đan mới sẽ làm Mạc Quốc Hào ngạc nhiên, nhưng đến mức chạy tới ngay thì hắn hơi bất ngờ. Mạc Quốc Hào nói, tiểu hữu thật biết hù ngươi, ta năm nay mới 46 tuổi mà bị tiểu hữu hù mắc bệnh tim tuy là nói đùa nhưng nét mặt mạc quốc hào lộ rõ giật mình. Không bị sợ sao được, Lăng Hàn cầm đan phương tổng cộng mới qua năm ngay, hắn chẳng những hiểu thấu đan phương, luyện ra đan dược còn cải tiến luyện ra đan mới. Giống như một ngày tiến thêm một bước, hù chết người. Mạc quốc hào tuy là đan sư trung cấp nhưng trước mặt yêu nghiệt như vậy gã cảm thấy mình thật nhỏ bé, mơ hồ như thấy tông sư đan đạo. Lăng Hàn cười nói, chẳng qua tăng 10% xác suất không đáng gì. Cái này mà không đáng giá, Mạc Quốc Hào khẽ thở dài, "Tiểu Hữu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Sử dụng bí lực hoàn, tham mạch đan mới cùng lúc có thể khiến thực lực tổng thể của quân đội triều chúng ta tăng gấp 10 lần. Đây là công lao to lớn." Lang Hàn cười cười, "Ta chỉ muốn kiếm chút tiền." Mạc Quốc Hào cười nói, "Cái này không xung đột với việc kiếm tiền, ta định đấu giá tham mạch đan để phát huy hiệu quả tốt nhất, không biết ngươi có bằng lòng không?" Lang Hàn gật đầu nói, "Được thôi, nếu tự mở tiệm thì thu lợi sẽ rất cao nhưng cũng phiền phức." Lăng Hàn vừa phải tu luyện, luyện đan, luyện trận, đào đâu ra thời gian. Nên cho người khác kiếm chút đỉnh, để hắn rảnh tay làm việc mình muốn. Mạc Quốc Hào hỏi, quyết định thời gian vào ba ngày sau được không? Lúc trước Mạc Quốc Hào khá xem trọng Lăng Hàn nhưng còn mang theo chút ngạo của đan sư trung cấp, hắn là đồng bạn buôn bán quan trọng nên mới lễ độ với hắn. Bây giờ Mạc Quốc Hào xem Lăng Hàn là cùng đẳng cấp, hay cao cả hơn chút. Dù hiện tại Lăng Hàn chỉ là đan sư sơ cấp nhưng đối phương có thể cải tiến hai đan Phứ ong đủ cho hắn được hiệp hội đan sư đế đô ngoại lệ nâng lên đan sư cao cấp, hay phong cho tông sư vinh dự. Bất giác mạc quốc hảo buông xuống thái độ, hành xử mang theo cung kính. Lăng Hàn gật đầu nói, được, Phan Hổ thấy hết, thầm líu lưỡi, Hàn thiếu ra bảnh quá, làm dượng của gã lộ ra vẻ cung kính khi đứng trước mặt. Gã rất sáng suốt kịp lúc đổi thái độ, nếu không chẳng những không ôm đùi Lăng Hàn được còn đắc tội một tồn tại siêu khủng bố. Mạc Quốc Hào, Phan Hổ về ngay, Lang Hàn thì luyện tinh thần lực một lúc. Tinh thần lực thật khó tặng tiến, không có công pháp, không bảo quả, chỉ có thể dựa vào mình tăng lên từng chút một, thật là chậm chạp. Lăng Hàn dùng quang não kết nối với Internet quốc tế, xem thử có báu vật đặc biệt gì để nhanh chóng tăng tinh thần lực không. Kết quả làm Lăng Hàn thất vọng, hắn thấy nhiều người muốn mua một loại bảo quả tên kỳ vân quả, thứ này có thể tăng cao tinh thần lực. Nhưng toàn là tin cần mua, không thấy giao dịch thành công chỉ có trận pháp sư, đan sư muốn mua, người khác không cần tăng cao tinh thần lực. Lăng Hàn xem kỹ, kỳ vân quả sản xuất ở Nguyệt Độc Sơn, bảo quả này rất thưa thớt, sinh trưởng ở nơi rất hiểm ác, hái nó khó như lên trời nên cho tới nay là vô giá. Lăng Hàn vốn định treo tin cần mua, nhưng nhìn người ta hở chút đưa giá trăm vạn, nếu hắn không treo giá cao hơn thì không có sức cạnh tranh. Để treo tin cần mua phải trả phí, ba ngày sau nếu không giao dịch thành công sẽ được chuyển trả. Hiện giờ Lăng Hàn chưa có mấy trăm vạn huyền bắc tệ, đành từ bỏ ý định này. Liều mạng luyện đan, kiếm tiền, ba ngày Lang hàn luyện ra 29 lô tham mạch đan bản cải tiến, hại hắn suýt mệt chết. Từ sau khi tu vi có thành tựu thì Lang hàn chưa từng vì luyện đan mà mệt mỏi như vậy, nhưng hắn cũng rất thỏa mãn, vì trong tay hắn có 90 viên tham mạch đan, phỏng chừng sẽ mang đến thu nhập trăm vạn. Đan sư rất dễ kiếm tiền, trận pháp sư không thể sánh bằng. Vì hôm nay người từ tâm dược đường rất bận rộn, công tử bột như Phan Hổ cũng cần đi chiêu đãi mấy công tử bột chơi bời khác, gã không rảnh đến đón Lăng Hàn. Lăng Hàn không để bụng, hắn có tay có chân không biết tự đi sao. Lăng Hàn dẫn theo thị nữ nhỏ kêu một chiếc xe, rất nhanh đến từ tâm dược đường. Trời à, Lăng Hàn nhìn qua cửa sổ, cơ mặt co giật, hôm nay rất đông người đến, ngoài cửa đông nghẹt xe cộ, không ngừng có người xuống dưới. Người ta vừa xuống xe là xe sẽ lái ra ngoài, dù vậy vẫn đông nghìn nhịp, hơi khoa trương. Tham mạch đan có sức hấp dẫn lớn vậy sao? Một lúc lâu sau xe chậm rãi lái đến cửa, chưa ngừng lại thì một chiếc xe từ đằng sau chen lên đậu ngay trước mặt xe của Lăng Hàn. Chương 3556, chen xe. Xe của Lăng Hàn phải ngừng lại chờ người trên chiếc xe kia đi xuống, xe lái đi rồi xe của hắn mới tiến lên được. Chen đội, a à không, chen xe. Lăng Hàn giận, mọi người yên phản xếp hàng chỉ có người không theo quy định. Tài xế xe của Lăng Hàn ấn còi, gã cũng rất khó chịu hai nam nữ xuống xe, đều rất trẻ tuổi, nam thì hĩnh mũi nhìn đời, nữ thì lè lè điệu đà. Nam xuống xe đi tới đá xe của Lăng Hàn, đèn đầu xe bị đá bể. Nam vừa mắng vừa đá đèn xe thứ hai, phắc, nhấn còi bà nội nó, làm ồn chết tiểu ra, tài xế lật đật xuống xe, tại sao ngươi phá xe của ta, nam nhân kiêu căng chỉ vào tài xế, phá xe rồi sao, ngươi biết ta là ai không, đệt, dám chỉ vào mũi bản thiếu ra, chán sống phải không nam nhân giơ tay định đánh tài xế làm tài xế sợ vội trốn vào xe nam nhân vẫn hùng hổ nữ nhân lè loẹt bên cạnh gã kiêu căng nói dám chọc minh thiếu gia của chúng ta giận thật là tìm cái chết xe đằng trước đã lái đi nhưng nam nhân chưa hết giận không ngừng đá rầm rầm vào chiếc xe của lăng hàn lăng hàn xuống xe hoán tuyết vội mở cửa đi theo đứng cạnh hắn nam nhân nhìn lăng hàn nhưng rất nhanh rời ánh mắt nhìn hoán tuyết chằm chằm a có người còn dám xuống ô không ngờ có một tiểu mỹ nữ hoán tuyết không xem như đẹp việt trần nhưng nhan sắc cũng cao lang hàn ngoắc ngươi lại đây nam nhân sửng sốt sau đó buồn cười nói đồ ngu dám kêu ta qua ngươi là ai tưởng mình là thành chủ đại nhân sao nói vậy nhưng nam nhân vẫn đến gần như thế nào ngươi dám đánh bản thiếu gia không nam nhân đưa nửa bên mặt gần sát nào đánh thử xem lang hàn kêu lên hoán tuyết hoán tuyết đáp ngay có thừa thiếu gia phả miệng tuân lệnh Hoán Tuyết chấp hành mệnh lệnh của Lăng Hàn không chút sai lệch, nàng giơ tay tát mạnh vào mặt nam nhân. Nam nhân không ngờ Hoán Tuyết dám đánh, gã làm tư thế muốn ăn đòn nên không né được, bị tát nổ đom đóm mắt. Hoán Tuyết lại tiến thêm một bước có tu vi thất mạch, lực lượng lớn như vậy tát vào mặt không dễ chịu gì. May mắn Hoán Tuyết chưa ra hết sức, không thì mặt nam nhân đã bị tát bấy. Nam nhân ngây người sau đó điên tiết giơ tay tính tát Hoán Tuyết. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Hoán Tuyết né đòn sau đó đánh trả. Hoán tuyết là thất mạch, nam nhân chỉ có lục mạch, bởi vậy mới mấy chiêu nàng hoàn toàn chiếm ưu thế, tát mặt gã lia lịa như đánh mông. Bốp bốp bốp, nữ nhân lè lẹt hét to, ngươi làm gì, bà điên, mau thả minh thiếu ra ra, nhưng nàng không phải võ giả, chỉ có thể ở một bên la làng. Có người gần đó lên tiếng, ủa, đó là Trung Dương Minh đệ đệ của Trung Dương Tất, tuy hắn không là cái đinh gì nhưng ca ca của hắn không tầm thường, mới 27 tuổi đã trở thành đan sư sơ cấp, có tiếng là mạc quốc hào thứ hai. Ừ, Trung Dương Tất rất bất phàm, một trong những nhân vật trẻ tuổi nóng bỏng nhất. Trung Dương Tất và Nghiêm Tuấn, Thác Bạc Thiên Hoang được gọi là Tam Kiệt, đại biểu cho nhân tài xuất sắc nhất đan đạo, trận đạo, võ đạo. Nhưng ói thật thì Trung Dương Tất, Nghiêm Tuấn may mà làm đại biểu đan đạo, trận đạo, nếu vào võ đạo thì ai sánh bằng Thác Bà Thiên Hoang. Đúng rồi, Thác Bạc Thiên Hoang là thiên tài võ đạo trăm năm khó ra, sau này sẽ là bá chủ ngạo thị thiên hạ, người như Trung Dương Tất, Nghiêm Tuấn không thể so sánh. Lạc đề, đang nói Trung Dương Minh mà. Trung Dương Minh hả? Bao cỏ, nhưng ăn hiếp đệ đệ của Trung Dương tất như vậy không sợ Trung Dương Tất tức giận sao? Đúng rồi, hôm nay là hội đấu giá do đại sư Mạc Quốc Hào, sư phụ của Trung Dương Tất mở, chắc hắn cũng đến tham gia. Đánh Trung Dương Minh tại đây lỡ bị Trung Dương Tất biết thì tuyệt đối không bỏ qua. Người xung quanh bàn tán xôn xao, đa số thích góp vui, cảnh tượng hiện giờ phù hợp khẩu vị mọi người. Trung Dương Minh hét to, nghe thấy chưa, ca ca của ta là Trung Dương Tất sư tôn của ca ca là Mạc Quốc Hào Mạc Đại Sư. Nếu ngươi chọc giận tê thì ta bảo đảm sau này ngươi không mua được một viên đan dược trong hùng cứ thành. Lăng Hàn chỉ cười, như không nghe thấy. Bốp, hoán tuyết tát một cú thật mạnh, dám la lối trước mặt thiếu ra nhà nàng. Hừ, Lăng Hàn phất tay, đủ rồi, hoán tuyết ngừng tay ngay. Một nam nhân từ bên trong đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Có chuyện gì, sao ồn ào vậy, không biết hôm nay là ngày long trọng của từ tâm dược đường sao hổ thiếu gia hổ ca mọi người thi nhau lên tiếng chào hết sức khách sáo đó là phan hổ tuy là bao cỏ nhưng gã cháu trai của mạc quốc hào mấy hôm trước mạc quốc hào đưa ra bí lực hoàn phiên bản cải tiến giờ còn đấu giá tham mạch đan phiên bản cải tiến thành chủ đại nhân cũng bị kinh động mấy lần biểu thị mạc quốc hào cải tiến có công lao lớn có thể ghi vào sử sách trở thành giường cột nước nhà nước lên thì thuyền lên phan hổ cũng thành chạm tay có thể bỏng trung dương minh nhào qua vẻ mặt uất ức hổ ca phan hổ hờ hững hỏi sao vậy phan hổ và trung dương minh đều là con nhà giàu chỉ biết ăn chơi nhưng địa vị của gã cao hơn nên thành đại ca của trung dương minh trung dương minh túm cánh tay phan hổ uất ức như con nít bị ăn hiếp xin phụ mẫu giúp đỡ hổ ca ta bị người khi dễ hổ ca phải bênh ta phan hổ kiêu ngạo nói để ta xem là tên nào không có mắt dám ăn hiếp người của ta bí lực hoàn bản cải tiến được tung ra danh tiếng của Từ Tâm Dược Đường hay danh vọng cá nhân Mạc Quốc Hào đều lên độ cao mới. Đặc biệt còn có tham mạch đan bản cải tiến khiến Mạc Quốc Hào trở thành thần thoại đan đạo, ngay cả thành chủ đại nhân cũng khen không ngớt. Phan Hổ làm cháu trai của Mạc Quốc Hào tất nhiên cũng nâng cấp theo, cảm giác mình bay trên mây, tự tin phồng to. Có người ăn hiếp tiểu đệ của gã. Hừ hừ, chờ xem gã làm sao xử đối phương. Trung Dương Minh chỉ vào Lăng Hàn, Hoán Tuyết, Hổ Ca, là bọn họ đấy. A, à, tổ cha nó. Khi Phan Hổ thấy Lăng Hàn thì cảm giác luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc lên, làm gã sợ suýt xỉu. Đây là Lăng Hàn, người khác không biết chẳng lẽ gã không rõ sao? Bí lực hoàn hay tham mạch đan phiên bản cải tiến đều là Lăng Hàn cung cấp. Địa vị của gã tăng vùn vụt trong mấy ngày nay toàn nhờ Lăng Hàn. Không nói cái khác, Phan Hổ nhớ lần trước đắc tội Lăng Hàn buộc phải quỳ giữa đường mới tránh cho Mạc Quốc Hào trừng phạt, chưa ăn đủ đau khổ, chưa học khôn được sao? Chương 3557, Hổ ca nếu lần này còn đắc tội lang hàn thì phỏng trừng mạc quốc hào đánh chết gã luôn. Trung dương minh diếu võ dương oai sông lên chỉ vào mặt lang hàn. Tiểu tử, giờ lão đại của ta đến, ngươi sợ chưa? Nếu không phải e ngại hoán tuyết thì ngón tay của Trung Dương Minh đã dí vào mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói, ha ha, sợ, đương nhiên sợ. Trung Dương Minh đắc ý trở lại bản tính kiêu căng. Biết sợ thì tốt, còn không quỳ xuống cho ta. Thấy Lăng Hàn không nhúc nhích, Trung Dương Minh thúc giục. Kêu người quỳ xuống, không nghe thấy sao, chẳng lẽ muốn hổ ca nói với ngươi, lăng hàn nhìn hướng phan hổ, được thôi, hổ ca nói sao đây, trung dương minh xoay người lại, gã tin tưởng phan hổ sẽ nổi cơn lôi đình dậy cho lăng hàn Bi học nhớ đời. Quả nhiên phan hổ hùng hổ đi tới, đó, đang nổi giận kia, trung dương minh hơi giật mình, gã không ngờ mình có địa vị quan trọng như thế trong lòng phan hổ, không thì tại sao phan hổ tức giận đến mức này. Gần rồi, phan hổ đã giơ cao tay rồi giáng xuống. Ủa, cái tát này hơi sớm, bốp, một tiếng giòn vang rõ to, mọi người kinh ngạc đến ngây người, tình huống gì, Phan Hổ bị điên hay mắt lé mà tát vào mặt Trung Dương Minh. Trung Dương Minh một tay bụng mặt uất ức nói, Hổ ca đánh lộn ngươi, tên khốn kiếp đứng đằng sau ta. Phan Hổ tức giận quát, không đánh sai, đánh tên khốn nhà ngươi, bốp bốp bốp, Phan Hổ tát lia lịa, đánh Trung Dương Minh thấy thương. Thằng khốn nạn có biết lang hàn là ai không? Bà nội ngươi chết ta sao? Đánh chết ngươi, Trung Dương Minh ngây người, đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước gã bị nữ nhân kia tát sưng mặt, giờ bị phan hổ đánh như con, hình như gã đâu làm chuyện gì tội ác tài trời. Trung Dương Minh đáng thương nói, hổ ca, hổ ca, ta làm sai chỗ nào mà hổ ca đánh ta? Phan hổ nghe vậy càng điên tiết, khốn nạn, có biết ngươi suýt hại chết ta không? Phan hổ tức giận quát, ngươi có biết hàn thiếu gia là ai không? Hàn thiếu gia, Trung Dương Minh sửng sốt, mụ đầu, hàn thiếu gia là ai? trung dương minh không cách nào liên tưởng hàn thiếu gia với lăng hàn sao có thể gã đều gặp mặt bằng hữu của hồ ca nhưng không thấy người như vậy binh bóp bụp phan hổ đánh một hồi rồi đè trung dương minh quỳ trước mặt lăng hàn còn không mau dập đầu xin lỗi hàn thiếu gia cái gì hàn thiếu gia là người trẻ tuổi này trung dương minh đã hiểu tại sao phan hổ đánh gã lòng thầm hoảng sợ hồ ca còn phải gọi một tiếng thiếu gia thì lai lịch lớn cỡ nào không chừng nói một câu có thể quyết định sống chết của gã trung dương minh biết sợ run giọng nói hàn thiếu gia ta ta sai rồi phan hổ đạp trung dương minh một gước dập đầu mợ nó lúc trước gã quỷ giữa đường dập đầu mười mấy cái trung dương minh đừng hòng qua chuông dễ dàng trung dương minh không còn cách nào đành dập đầu lang hàn thản nhiên nói ngươi không cần dập đầu với ta mà nên làm với vị sư phụ này lang hàn chỉ tài xế trốn trong xe trung dương minh lộ vẻ không muốn dập đầu với hàn thiếu gia thì gã còn chấp nhận được vì hổ ca còn phải kêu tiếng thiếu ra. Nhưng tài xế, mợ nó, nếu gã xin lỗi tài xế thấp hèn thì sau này còn lăn lộn gì nữa. Bốp, Trung Dương Minh mới do dự đã bị phan hổ tát, phan hổ hung tợn ham dọa, hàn thiếu ra kêu ngươi xin lỗi còn dám do dự, có tin ta đánh chết ngươi không? Phan hổ vì nịnh lăng hàn thật sự dám giết người, Trung Dương Minh sợ thật, bộ dạng ăn thịt người của phan hổ không phải làm bộ. Trung Dương Minh nói với tài xế, xin, xin lỗi, tài xế kinh sợ, gã đã biết Trung Dương Minh là ai, đối phương xin lỗi có khi nào ngày sau chút giận lên gã không? Gã chỉ là tài xế nhỏ bé bình thường, làm sao chọc nổi công tử bột như Trung Dương Minh? Lăng Hàn nhìn thấu nỗi lo của tài xế, hắn thản nhiên nói. Yên tâm, về sau người thiếu một cọng tóc ta sẽ tìm Trung Nhị Thiếu ra tính sổ. Hả, Trung Dương Minh xoe tròn mắt, thiếu một cọng tóc cũng tính lên đầu gã. Oan quá vậy, lỡ tên kia bị người chém vậy chẳng phải là gã cũng đền mạng. Lăng Hàn mỉm cười nói. Người đoán đúng, là cái lý vậy đấy. Lý gì, vô lý mới đúng. Nghe Lăng Hàn nói, tài xế như chút được gánh nặng, không có tai họa ngầm thì tốt rồi. Tài xế nói, mấy vị thiếu gia, tiểu nhân xin phép đi. Lăng Hàn cười nói, chờ chút, khoan vội, chưa trả tiền xe, cũng chưa đền hư đèn xe. Tài xế vội nói, không cần, không cần. Lăng Hàn nhìn hướng Trung Dương Minh, cần, ai phá hư đồ thì người đó phụ trách bồi thường, hiểu chưa? Lần này Trung Dương Minh học ngoan, chủ động móc tiền ra nhét sắp tiền giấy vào tay tài xế. Tài xế là người thành thật, nói, dư rồi, không cần nhiều vậy, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, tiểu tử này là ai mà làm hai tên công tử bột ngoan như cừu. Tài xế đã đi, chỗ này phục hồi trật tự, lục tục có người từ từng chiếc xe đi xuống. Bọn họ không vào trong mà đứng một bên bàn tán, họ muốn biết Lăng Hàn là nhân vật lớn gì khiến fan hổ cung kính như thế. Chắc chắn không phải Trung Dương Tất. Vớ vẩn, nếu người đó là Trung Dương Tất thì Trung Dương Minh vốn sẽ không xung đột, hơn nữa Trung Dương Tất không thể đè đầu Phan Hổ. Chẳng lẽ là Nghiêm Tuấn? Hình như không giống, Nghiêm Tuấn đã 24, 5 tuổi, lứa tuổi không giống. Hơn nữa Nghiêm Tuấn không chấn Phan Hổ được, vậy là Thác Bạt Thiên Hoang. Đúng rồi, Thác Bạt Thiên Hoang cũng cỡ tuổi này. Đệ nhất nhân võ đạo thế hệ trẻ, tương lai sẽ thành bá chủ, Phan Hổ định hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Thác Bạt Thiên Hoang sớm là thập nhị mạch hắn đến chỗ này làm gì? a à, người đó cũng không phải thác bà thiên hoang, mặt mũi thác bà thiên hoang rất đặc sắc, không có tóc, phóng đáng không kỵ, không giống người kia. Hơn nữa Phan Hổ gọi hắn là Hàn Thiếu Gia. Ừ, vậy thì kỳ, trong thành từ khi nào có người trẻ tuổi uy phong như vậy? Nhi tử của thành chủ, thiếu chủ của Yến Gia Hào môn đệ nhất, nhưng không ai có chữ Hàn. Mọi người bàn tán xôn xao mãi không đoán ra thân phận của Lăng Hàn, thật ra dù có người nhận ra hắn, nói hắn là phó đội trưởng của Huyền Thanh Kỳ thì bảo đảm không người tin. Phan Hổ dẫn Lăng Hàn vào phòng riêng đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Trung Dương Minh thì Phan Hổ lười quan tâm, chờ sau này có rảnh sẽ xử sau. Chết tiệt, suýt làm hỏng việc lớn của gã, thật muốn bóp chết tên khốn kia. Chương 3558, đấu giá. Trung Dương Minh bị người lừa đẹp, ngẫu nhiên có ánh mắt xiếu cợt liếc qua gã làm gã rất bực tức. Trung Dương Minh không cam lòng quan trọng là gã không rõ ràng lăng hàn là ai, ăn đòn rất ức chế. Một giọng nói trầm thấp vang lên, Dương Minh, làm sao vậy? Một nam nhân vóc dáng thon dài đến sau lưng Trung Dương Minh, trông khoảng hai mươi mấy tuổi. Trung Dương Minh mừng rỡ nhào tới, ca, Trung Dương tất giật nảy mình, trước mặt công chúng hai nam nhân ấp ôm nhau thì ra thể thống gì. Trung Dương tất tránh sang một bên không cho Trung Dương Minh ôm, nhưng Trung Dương Minh vẫn ôm chúng cái đùi. Trung Dương tất nhe răng, hình ảnh đẹp làm người không dám nhìn trung dương tất gầm nhẹ buông tay trung dương mình khó khăn lắm mới tìm được chỗ dựa của mình đâu chịu buông ra ca nhất định phải chút giận cho ta người xung quanh cười phá lên trung dương tất thấy mặt nóng ran cứng rắn kéo đệ đệ lên chạy vào từ tâm dược đường trung dương tất là đệ tử xuất sắc nhất của mạc quốc hào trong dược đường gã có địa vị cao hơn phan hổ gã mở một phòng riêng sau đó hỏi kỹ đệ đệ Nghe Trung Dương Minh kể xong đầu đuôi sự việc sắc mặt Trung Dương tất âm trầm. Hừ, tên khốn phan hổ trừ kiêu căng ngang ngược ra biết cái gì. Giờ càng giỏi, móc tay ra ngoài ăn hiếp người mình. Thứ ăn cây táo, rào cây sung. Trung Dương Minh sợ phan hổ nhưng Trung Dương tất thì không, thậm chí rất coi khinh phan hổ. Trung Dương tất nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ bênh vực cho ngươi. Nhưng hội đấu giá sắp bắt đầu, lúc này không tiện xung đột với phan hổ. Trung Dương tất quyết định chờ hội đấu giá qua đi, mạc quốc hào cực kỳ xem trọng hội đấu giá tuyệt đối không được xảy ra sai sót trung dương tất khâm phục thậm chí kính ngưỡng mạc quốc hào từ tận đáy lòng không ngờ mạc quốc hào có thể cải tiến phối phương tham mạch đan bí lực hoàn sáng lập kỳ tích lớn trong đan đạo từ trăm năm qua lợi quốc lợi dân không chừng tương lai sẽ được thánh thượng triệu kiến nghĩ đến quốc chủ huyền bắc quốc thì trung dương tất càng thành kính hơn đó là một vị truyền kỳ cả nước xem y như thần linh rất nhanh hội đấu giá bắt đầu phụ trách chủ trì là Mạc Quốc Hào. Từ tâm dược đường rất lớn, lúc xây nó từng tính đến tương lai có lẽ sẽ tổ chức đấu giá, bởi vậy khi thiết kế đã đặt ra phương hướng như vậy. Từ tâm dược đường có tổ chức hội đấu giá vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên đơn thuần vì một loại dược. Mặt mày Mạc Quốc Hào Hồng Hào nói, hoan nghênh các vị đến đây, mọi người đã xem tư liệu rồi, hôm nay đấu giá tham mạch đan phiên bản thay đổi, tăng sát suất cảm ứng kinh mạch mới lên 20% ta dùng danh dự của mình bảo đảm tuyệt đối không giả dối chút nào. Bên dưới ồn ào, mọi người đều nhận được thiệp mời từ tâm dược đường phát, biết có tham mạch đan bản cải tiến nên mới đến, giờ nghe mà quốc hào chính miệng nói ra khiến bọn họ rất hưng phấn. Điều này nghĩa là tu vi trì trệ của họ có thể tiến bộ. Chỗ ta có 90 viên tham mạch đan, quy định đấu giá như sau, mỗi viên một tổ, đấu giá theo tổ. Tức là mọi người có 9 lần cơ hội đấu giá, mở nó, nghe vậy mọi người muốn chửi mạc quốc hào gian thương. Nếu đấu giá từng viên thì có 90 viên, ít nhất một nửa sẽ không kêu giá tiền rất cao, vì có nhiều, chờ viên tiếp theo là được. Nhưng giờ thì khác, mới có 9 tổ. Phải liều mạng, mà quốc hào cười, tuy gã là đan sư nhưng càng là thương nhân tài giỏi, ưu tiên nhất là phòng ích lợi lớn nhất. Vậy bắt đầu đi, bắt đầu đấu giá, mọi người hăng tiết gà điên cuồng kêu giá, như thể đó không phải tiền mà chỉ là con số. Tổ tham mạch đan thứ nhất bán giá cao 26 vạn, trung bình một viên 2 ,6 vạn 6. Tham mạch đan bình thường một viên chỉ bán 5 ngàn, khác biệt rất lớn. Đấu giá tiếp tục nóng bỏng, vì chỉ có 9 tổ. Chỉ một tiếng sau 9 tổ tham mạch đan đã đấu giá xong hết, đấu giá 252 vạn huyền bắc tệ, một con số rất kinh người. Lang Hàn tin tưởng tự hắn đi bán kiếm được một nửa giá tiền đã là may. Vì mà quốc hào, từ tâm dược đường vốn là chiêu bài tăng giá trị lên. Đương nhiên tham mạch đan chỉ có 90 viên cũng là nguyên nhân rất quan trọng, vì vật càng hiếm càng quý. Khi kết thúc mạc quốc hào nói một câu làm người đấu giá thành công tức chết, người không đấu giá được thì lại hưng phấn. Về sau mỗi tuần từ tâm dược đường sẽ tổ chức hội đấu giá một lần, bao gồm tham mạch đan bản cải tiến, không giới hạn. Mợ nó, gian thương, thật là gian thương, đen quá, hố chết người." Phan Hổ cung kính nói. "Hàn thiếu gia, ta mang người đi gặp dược." "Trời ạ, à, mới chỉ ba ngày Hàn thiếu gia đã luyện ra 90 viên tham mạch đan, tạo ra tài phú kinh khủng như vậy." so sánh thì mỗi tháng gã nhận tiền tiêu vặt hay nên nói là tiền công chỉ cỡ 8 ngàn, như chân mũi. Thiên tài là đây, muốn kiếm tiền nhúc nhích tay là được. Oách chết, làm gã chỉ biết khâm phục, Lăng Hàn gật đầu theo Phan Hổ dẫn đi gặp Mạc Quốc Hào. Họ mới đến cửa thư phòng tầng 2 thì thấy có hai người đi tới. Trung Dương Tất, Trung Dương Minh, cái gọi là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, Trung Dương Minh chỉ vào Lăng Hàn, biểu tình muốn ăn thịt người. Ca, là bọn họ, sau đó Trung Dương Minh đã biết Lăng Hàn là chủ mưu, tiểu mỹ nữ chỉ nghe lời của hắn. Trung Dương tất hừ mũi. Phan Hổ, chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ bẩm báo với sư phụ, ngươi càng không sống yên được. Tên này cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết làm chuyện xấu, sớm bị Mạc Quốc Hào ghét. Nhưng vì Phan Hổ là cháu trai nên Mạc Quốc Hào mới không đuổi đi. Mỗi lần Trung Dương tất nói sẽ mép với Mạc Quốc Hào là Phan Hổ sợ hết hồn, xuống nước năn nỉ ngay nhưng lần này Trung Dương tất tính sai. Phan Hổ cười tùm tìm nói, giải thích cái gì, không có gì phải giải thích hết. Phan Hổ luôn bị Trung Dương tất đè đầu, càng vì đối phương mách lẻo hại gã bị Mạc Quốc hào mắng nhiều lần, trong lòng gã có cục nghẹn. Đáng tiếc Trung Dương tất là thiên tài đan đạo, rất được Mạc Quốc hào thích, Phan Hổ không thắng nổi đối phương, muốn báo thù mà không có cơ hội. Nhưng lần này thì khác, Lang Hàn là ai, người mà Mạc Quốc hào cũng phải kính trọng, người dám thất lễ. Tìm cái chết, Trung Dương tất âm trầm nói, Phan Hổ, người bình thường làm sằng làm bậy thì thôi, nể mặt sư phụ ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng lần này ngươi leo lên đầu ta, tuyệt đối không nhịn ngươi nữa. Trường 3559, m Phan Hổ tràn đầy tự tin nói, tất ca, không điều tra rõ thì phi đúng sai đã ngậm máu phun người, không cảm thấy chính mình mới là càn quấy sao. Lần đầu tiên Phan Hổ biết, nói lý, sẽ sướng như vậy. Trung Dương tất sừng sốt, từ khi nào tiểu tử này cứng miệng như vậy, bình thường gã sầm mặt là đối phương sẽ hèn như cún. Mặt trời mọc lên từ phía tây, trung dương tất nét mặt xa sầm nói, phan hổ, người muốn gây lớn chuyện, giọng mạc quốc hào vang lên, lớn chuyện cái gì, rất nhanh mạc quốc hào đi tới, mặt cười tươi tâm tình tốt đẹp. Trung dương tất kêu lên, không cho phan hổ cơ hội nói chuyện. Sư phụ, đồ nhi vốn không muốn phá hoại tâm tình của sư phụ, nhưng lần này hổ tử thật sự khinh người quá đáng. Mạc Quốc Hào khẽ ừ, có chuyện gì, Mạc Quốc Hào biết cháu trai của mình kỳ cục, nhưng dạo này đi chung với Lăng Hàn thì bỏ hết tật ăn chơi đàng điếm, khi lương áp thiện, khiến gã rất vui vẻ. Sao mới mấy ngày lại dở trò cũ, ánh mắt Mạc Quốc Hào sắc bén lườm phan hổ, thấy Lăng Hàn thì nét mặt giãn ra. Lăng Tiểu Hữu đã để ngươi thấy trò cười, phụt, Trung Dương tất sặc ho muốn tắt thở, chuyện gì đây, gã xem không hiểu, Lăng Hàn cười nói, ta thì cảm thấy phan hổ lòng dạ chính trực, tuổi trẻ có tài. Được Lăng Hàn khen làm Phan Hổ thấy mặt nóng ran, gã mà dính dáng gì đến lòng dạ chính trực. Trong óc toàn là nữ nhân và chơi bời, trẻ tuổi thì trẻ thật nhưng có tài cái quỷ gì. Mạc Quốc Hào sửng sốt, Lăng Hàn đánh giá Phan Hổ cao vậy sao? Chẳng lẽ bình thường gã nhìn lầm cháu trai? Mạc Quốc Hào quay đầu hỏi Trung Dương Tất, hổ tử khinh người quá đáng thế nào? Trung Dương Tất do dự, cái đó, miễn không ngốc đều nhìn ra được Mạc Quốc Hào xem trọng Lăng Hàn cỡ nào, xem hắn như đối tượng ngang hàng. Trung Dương tất muốn trả đũa Lăng Hàn thì kết quả duy nhất sẽ là bị Mạc Quốc Hào gian dậy thê thảm, Phan Hổ xem cho cười. Trung Dương tất nói, không, không có gì, Mạc Quốc Hào ngạc nhiên, mới rồi còn nói Phan Hổ khinh người quá đáng sao bây giờ bảo là không có gì. Mạc Quốc Hào cười nói, đừng lo về Lăng Tiểu Hiếu, đây là người mình. Mạc Quốc Hào tưởng Trung Dương tất muốn chừa chút mặt mũi cho Trung Dương tất khi có người ngoài ở. Phan Hổ thừa dịp bỏ đá xuống giếng. Đúng rồi tất ca, ta có chỗ nào làm không tốt không đúng thì cứ nói ta nhất định khiêm tốn nghe dạy sửa sai ngay hiếm khi có cơ hội ngàn năm một thuở tất nhiên gã không để lãng phí nhìn biểu tình của trung dương tất khiến phan hổ rất sướng đi theo lăng hàn là đúng nông dân vùng lên trung dương tất mếu giờ gã không dám nói xấu lăng hàn trung dương tất nói thật sự không có việc gì ta 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 nói bậy lần này trung dương tất phải nuốt ngược máu và răng kỳ lạ mà quốc hào liếc đồ đệ lòng thầm nghi ngờ nhưng rất nhanh vui vẻ lấn át. Mạc Quốc Hào nói, Lăng Tiểu Hữu hôm nay rất vui vẻ. Mạc Quốc Hào mời Lăng Hàn vào thư phòng, Trung Dương tất không còn mặt mũi nào ở lại nữa, vội vàng mang theo đệ đệ rời đi. Mạc Quốc Hào và Lăng Hàn tổng kết, đấu giá thì từ tâm dược đường lấy 20% phí phục vụ. Giá hơi cao nhưng Mạc Quốc Hào có tác dụng quảng cáo, 20% là hợp lý. Lăng Hàn gật đầu, hắn lấy được 200 vạn đã là món tài sản kinh người. Mạc quốc hào cảm thán rằng, nhưng tiểu hữu rất ghê gớm, mới vài ngày đã luyện ra nhiều tham mạch đan như vậy, thật là khiến người không dám tin tưởng. Mạc quốc hào có dốc hết sức cũng không thể luyện ra nhiều tham mạch đan như thế trong vòng 3, 4 ngày. Xác suất thành công của gã nhiều nhất là 50%, dù 4 ngày không ngủ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tức là xác suất thành công của Lăng Hàn đến 80% hay càng cao hơn nữa mới hoàn thành hành động vĩ đại như vậy được. Khó tin, quá kinh người. Lăng Hàn cười cười, Đan dược cấp thấp như vậy luyện chế không chút khó khăn, nếu bị nổ lô thì sao xứng với danh hiệu đế vương đan đạo của hắn." Mạc Quốc Hào nghiêm túc nói, "Đúng rồi, thành chủ đại nhân mấy ngày nữa sẽ triệu kiến ngươi, hãy chuẩn bị đi." Cải tiến hai đan phương tham mạch đan, bí lực hoàn, đừng nói thành chủ, nếu quốc chủ Huyền Bắc quốc biết cũng sẽ ngoại lệ triệu kiến Lăng Hàn, vì thứ này mang đến ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Lăng Hàn không để ý, chỉ gật đầu nói đã biết. Tuy bây giờ làm lại từ đầu nhưng trái tim kiêu ngạo của hắn không thay đổi. Mạc Quốc Hào càng xem trọng thanh niên này, nhận được vinh sủng không kinh, tâm tính rất hiếm có, thành tiểu tương lai không thể đo lường. Bọn họ trò chuyện một lúc sau đó Lăng Hàn mang thị nữ nhỏ rời đi. Lăng Hàn về nhà, mở quang não ra tuyên bố một tin cần mua. Cần kỳ vân quả, ra giá 200 vạn huyền bắc tệ. Tin mới đăng lên liền hấp dẫn bàn tán, để lại nhiều tin nhắn dưới bài đăng. Ai không theo quy định ra giá cao vậy? Đúng rồi, phá hoại giá thị trường. Hai vị lầu trên, không có tiền ghen tị người ta chứ gì. Ai quy định người mua hạn chế giá tiền? Vị này giàu thật, cầu làm bằng hiếu. Nhưng có ra giá, giá cao 200 vạn thì bảo đảm cũng không giao dịch được. Đúng rồi, kỳ vân quả vốn hiếm, hái trái càng khó hơn, không thể làm được. Nhiều người xin lăng hàn cho địa chỉ liên lạc, muốn nói chuyện riêng nhưng đều bị hắn phớt lờ. Hắn chỉ cần kỳ vân quả, không hứng thú cái khác. Dù gì rảnh rỗi, lăng hàn lướt web chơi a à, còn có loại trận pháp này thiên vân trận cần ba vạn viên ngọc tử phối hợp trận pháp vận chuyển một khi bắt đầu thì không thể ngừng lại tôi luyện tinh hoa của tất cả ngọc tử thành năng lượng đậm đặc tạo ra hoàn cảnh tu luyện kinh người thời gian chỉ có nửa ngày lăng hàn động lòng nếu sáng tạo ra trận pháp như vậy thì tu vi sẽ tăng vùn vụt cỡ nào nhưng trận pháp như vậy gọi là trận pháp nhà giàu mới nổi vì nếu không giàu làm sao nỡ bỏ ra tiêu hao ba vạn ngọc tử tiến bộ nửa ngày chắc chắn mau kinh người nhưng đổi thành bí lực hoàn cùng giá trị, kết quả cuối cùng là dùng bí lực hoàn có lợi hơn, không phải lợi gấp đôi, gấp hai mà là 10 lần, trăm lần. ưu điểm duy nhất của trận pháp nhà giàu mới nổi là mau, thành công nhanh chóng. Ba vạn ngọc từ tức là 300 vạn huyền bắc tệ, vượt qua tài sản ta có. Nhưng có thể thử xem, lang hàn tiêu tiền chưa bao giờ keo kiệt, kiếm tiền mà không dùng thì có gì vui.